Rồi ông lại dã tiếp đây mọi. À, xin lỗi mọi người, như mic đang có sự trục trặc tí. Mọi người ai ở đây thì anh em lại vào lại cái nào. Nhá. Ai anh em ở trên này vào lại cái nào. Hiện tại mình đang đứng bên cạnh đây là một chiếc xe SH này. Ok, để cho mọi người vào đây. Ông đứng ngoài góc ngoài đi. Ok, đang like con này. Ok. Mọi người xem rõ chưa nhỉ? Ok ok, được chưa bạn ơi? Ok, đang like con này. Chạy sang bên này tí nhá. Xe anh vứt đây nhá. Xong chưa? Vâng. Ok, ông anh khách hàng rất lâu năm. rất là nghệ sĩ. Ok, chắc được rồi. Đây một chiếc xe 209 rung rồi. Đây một chiếc, ông quay cho con một chiếc xe này SH209 này. Ok, chào hiện tại 230 người đang xem nhá. Ui SH kìa. Ok, Nissan. Bất động sản Trần Tuấn. Ok. Chẳng có xe gì lạ nhỉ. Ok, Nguyễn Châu Âu. Ok, đấy cũng có xe Win mình vừa like đầu like nhá. Và con xe Thư Chở X này vừa like đầu like, đấy là nó máy nó hơi bị lỗi một tí. Ok rồi đúng không? Thế đây. Anh đang cọc con AB kia nhưng mà bây giờ là nó không có chìa. Chìa gì ấy? Chìa mất một chìa. À chìa xe con 2022 gì? Con 2022 nó có. Vâng, không sao, cái đấy thì vô tư thôi. Đấy, anh vào trong nhà anh rồi, xong rồi. Đang lấy cái chìa đang liên hệ chủ xe mà hôm qua mua trực tiếp liên hệ có tôi giếm chia đủ hết, có hết mà không sao cả, có chia. Ok, sự kiện Quang Luân rõ rồi. Ok, đó sự win đẹp vừa đây. Nguyễn Minh Châu ơi win đẹp kia nhá, win đẹp vừa mua đây là đây, con này chắc chưa ai cọc luôn. Con này vừa mua 15 triệu đấy, cộng 3,5 triệu con này nhá. Con win anh em tí về like xem like lại lúc đầu một cái like trước. Một xe Win nhá. Ông có thể quay lại cho con xe Win một tí. Anh Phát phải từ từ. Em giới thiệu anh. Bây giờ nhá, anh thì anh lên rất vội. Anh lên rất vội thì bây giờ cứ viết giấy làm, xong rồi là chiều lúc mà mang về thì điện thì em bảo em anh ở ngay đây nó ra được đấy. Vâng. Chiều có 600 mà chìa hãng 600 nữa. Em làm đi. 600 hay là 500 700 thì ok, thế ông ra đây đúng rồi. Cái cơ bản là vâng. Bọn anh không làm được. Anh ơi không khó nhỉ. Cụ Nguyễn hôm nay vào chợ Hà Nội đẹp quá nhỉ. Ừ ok. Ông anh lấy con SH 2022. Không anh con. À con AB 2022. Alo. Xin lỗi anh em là đấy là nó hơi bị lỗi mic một tí nhá. Thế thì bây giờ lại tiếp tục ở đây con xe này 2019 125 ABS, ông quay vào đây con. Vậy SH 125 2019, hôm nay mình vừa mới vừa mua nhá, sáng nay vừa mua về. Đã quỳ chào giám đốc, ok. Tới Nguyễn, con tim lùn có ai cọc chưa sếp? Tới Nguyễn, con tim lùn kia chưa ai cọc nhá, con tim lùn đấy chưa ai cọc đâu, chưa có người cọc. Đã có người đang chờ cọc à? Ừ đây. Em để góc kia. Em mang này vào đưa cho kế toán nhé. Con này mình mua là 85 triệu nha, có sếp nào có quan tâm thì con xe SH 2019. Dòng này là đúng 2019 màu đỏ nhá, ai dành cho người mệnh hỏa, mệnh thổ, rất là hợp lý mà thích dáng đẹp nhá. Ông quay vòng cho con xe vừa mới về. Xe mới đi được có 1,7 thôi. Xe đẹp, mình mua 85 triệu nhá, ai anh em quan tâm cộng 3,5 triệu con này nhá. Xe đẹp lắm, đấy máy nổ vẫn nổ đấy. Đó là êm rõ luôn. À, con này đang chờ cọc à? Chờ 15 phút nữa các đại ca nhá, con này cọc. Con này chờ 15 phút nữa, nếu mà đại ca nào, đại ca trên live mà theo quy định của mình ấy, 15 phút mà đại ca không cọc lại đến tiếp anh tiếp theo. Còn nếu mà là anh Hà Tĩnh nhỉ? Anh Hà Tĩnh, ừ. Nọ gửi một con xe gem vào ấy. Anh nọ gửi xe gem về rồi anh lại mua con nữa. Nguyễn Vinh chào giám đốc hôm nay, ok. Hưng Nguyên quay xe xem X135.
Tùng Nguyễn ơi, có một chiếc X135 mình bán ra 16 triệu nhá. Đây, 013. Chào Nguyễn Hà nhá. Anh ơi, con này xong chưa anh? Phùng Quốc Tình, Ba Vì là đây, ok đây. Con này Ba Vì, ok. Xong rồi, con này xong rồi. Con này mua là 85 triệu rồi, cộng 3 triệu rưỡi. Con tim lùn này cũng báo lại like anh em nhé. Con này mua 11 triệu này, đúng không? Con này mua 11 triệu cộng 3 triệu này. Sáng nay lại like. Đây con Jim này của anh khách chứ không phải của nhà. Đây một con xe Iblis đời 2010 nó là đại chất luôn. Anh Tuyến đang chờ bán một con xe Oi, vẫn phải cho tàu để đẩy con xe này đi. Anh em đàm phán lâu. Em ơi, cho ra tắt gọn lên những con xe anh like xong rồi ra tắt gọn đi. Đây con đấy dắt đi, dắt luôn cho anh để anh like con xe khác. Đây là những hàng nóng sốt mới về nhá. Hàng nó hàng nóng hổi vừa về được mấy phút tại rồi. Nó mới về tại hôn trường thôi, mới về. Nói hàng là hàng mới về. Đấy. Ok, không thể quay cho con một vòng con xe này cho con. Xe này mình vừa mua nhá, 2010, xe nó là xe chất. Mình thích máy nó ngon thì mình mua. Thật sự ra nó là đẳng cấp. Đây. Máy nổ rồi đấy, nó là êm luôn. Bản 6 nan nhá, xe 6 nan mình mua này giá rất là tình thương mến thương. Con này mua có 16.500. Em mới đến từ Hà Nội. Ablet FI. Mình kiểm tra. Máy zin đét đấy, máy nổ đấy, êm thút thít luôn này. Máy zin nhá, máy trắng ông cho sát là nào. Cho sát à. Cho sát là cục máy à. Đấy. Có ông không nhìn thấy thì trên live vẫn nhìn thấy rõ. Đấy. Ok. Trên live vẫn nhìn thấy không ạ? Trên live nhìn rõ. Đây. Em nó đến biển Hà Nội, biển cũng được, tươi biển. Mình mua 16.500 nhá. Đấy. Có sếp nào quan tâm thì con này mình cũng tình thương mến thương. Xe 16 rưỡi con này cộng cho anh em 2 triệu rưỡi con này nhá. Biển Hà Nội. Đấy, 9 triệu. 10. 9 triệu chứ là Blade biển con số 30 của, con xe giờ đích của bạn, bạn hôm qua mình đây có anh cọc quá rồi. Giờ đích chạy mấy nghìn. Đâu anh xem mà anh cho lên đây con này. Anh Tuyến. Đại ca bán Jim đúng không? Bán à? Jim luôn. Đổi xe. Ok. Ok, đây là anh Tuyến. Ok, Jim đưa bích này. Biệt danh là anh Tuyến Hà Tây. Tôi không để anh ấy chờ lâu quá này anh em. Anh Tuyến chào các đại ca trên này cái. Chào các sếp trên này. Các sếp trên này. Cảm ơn 870 người đang xem nhá. Mua được con Alpha đẹp này mang bán chú Kiên nữa. Ok. Vũ em trả lời một số anh em trên này. Lê Lập, anh Kiên có xe học sinh 50cc có nhiều anh Lê Lập ơi. Mình là rất là nhạy bén, mình mua xe học sinh từ cái thời Covid thôi. Nhiều lắm, mấy chục cái trên này. Mấy chục cái chứ không phải là một hai cái để phục vụ anh em đâu. Bởi vì tất cả là mình đón lõng mà. Cầu thủ đá bóng hay là cầu thủ biết chạy giỏi chứ không phải cầu thủ biết đá bóng giỏi nhá. Biết chạy chỗ giỏi. Thế thì tất cả là những cái gì chuẩn bị là mình đã có sẵn rồi. Đấy, đến lúc bây giờ thì xe nó lên rồi nhưng mình tha hồ mình bán. Giá rất là hợp lý, có 8 triệu mấy một cái thôi. Xe 50cc giờ như các sếp mua cho con đi học. Vũ Tuấn Len. Quay Alpha 22 chạy vài nghìn km để em lấy. À mình nhờ để bên kia nhá, để bên nhà 62 mất rồi, chứ không còn để bên này nữa. 11 giờ mình chuyển lốt 80 triệu xe Jim và chuyển cho xe tải của mình nhé. Anh Phạm Liên à. Anh Phạm Liên mua chắc mua con hôm qua, con Jim của anh nhé. 17 ấy, con 17. Jim 17, anh biệt danh là anh Tuyến Hà Tây. Có một thời anh ấy buôn cũng lõi đời rồi. Bao nhiêu con hàng vạn con xe Jim qua tay. Ok. Đấy Phạm Liên ơi thì Hòa anh Phạm Liên ấy anh bố trí chuyển cho anh ấy. Anh ghi là 11 giờ rồi. Mình chuyển lốt 80 triệu để xe Jim và chuyển cho xe tải. Đúng rồi. Của nhà mình nhé. Rồi, em anh Phạm Liên rồi. Anh Phạm Liên chia sẻ ba con Jim 17 của anh Tuyến nhá. Đây là Hòa là người trực tiếp chuyển xe cho các sếp ấy. Đấy, anh em anh nghĩ là con 29C1 đấy. À con 29C à? Con Jim Việt 1000 cây. À Jim Việt 1000 cây à? À anh Phạm Liên. Ok. Còn em Hải Phòng thì đây để tải. Anh Phạm Liên anh ở đâu ấy? Em chưa biết anh bốc con bán tải đấy. Anh bốc con bán tải à? Đại ca bốc con bán tải đến đây à? Quay Jim cho anh xem đi. Người rừng Tây Bắc, ok. Xong chưa? Mua dán UA tầm 11 với 2, không còn con nào. Chưa anh bán cái xe khách mười mấy năm rất đẹp dài vẫn thế, mười mấy năm khách của mình mười mấy năm anh em vẫn cứ có nhu cầu là anh em lại gặp nhau ngay, gặp nhau ngay anh em lãnh đạo ấy sếp ấy sếp
Vâng, anh đi nhá, có gì ủng hộ em. Vâng. Nếu dừng tay bác chờ tí nhá. Vũ Nhật Quang, con Fuse X giá kia giá bao tiền vậy? Con Fuse X là mua là 36 triệu nhá, cộng 3 triệu rưỡi nhá. Mua trực tiếp đầu live, ở một cái live trước vừa rồi mình quen tay mình, cái ngón tay mình lại tạch tạch vào và cái nút kết thúc thế là xong. Thế là mất cả một cái bộ phim, rất là hay. Hắn Vũ Nhật Quang ấy, tí anh xem lại kia nha, con này đẹp lắm, xe chính chủ luôn. Em live trực tiếp ấy. Quay 82 anh ơi, Hưng Nguyễn, play. Lát nữa bạn Hưng Nguyễn ơi. Ok, xin lỗi anh Tuyến là cũng để giải chúng... quyết anh em để chúng 11-2 nữa. Con này máy gì không? Máy chất ấy. Chất thì chưa zin không? Zin không, xe em nhìn thấy vuông ngồi nhưng cái là máy phải zin. Con này cãi nhau luôn nhỉ? Yên tâm, máy phòng đời này cực chất luôn. Con này máy móc cãi nhau luôn. Mất đúng cái... Ông bảo zin, ông bảo không, hai ông cãi nhau đến sáng. Mất đúng cái tối không hết. Ngỏ yên này. Không, máy xe nó vô xe. Bao nhiêu anh? Chính chủ luôn đấy. Bao nhiêu? Đấy, để chúng 11-2. Màu khoai môn nhá, ông có thể quay cái xe cho màu này cực hiếm luôn. Em nó sản xuất hay 03 05 này. 203 đấy, nó sản xuất được ghi rõ dưới này. Đấy, ông có thể quay vào cho con. Con này sơn zin, máy thì cãi nhau. Một ông bỏ zin, một ông bỏ nguyên, một ông bỏ không ra thì hai ông cãi nhau đến sáng không xong. Đấy. Không được, cái máy tạm tạm. Được. Tạm tạm thôi. Đây. Nắp mặt bình xăng cũng được. Nhìn được, con xe nó cũng gọi là đều đều. Ok, giải quyết anh em 9 triệu. Giải quyết 9 đồng đi, cảm ơn 880 người đang xem nhá. Ở này đang đại ca Tuyến này đang cầu đỏ. Chú làm phát lỗ vào tiền. Đây. Thành Trung, chú Quyên, Mai Đình. Gà Mai Đình. Mai Đình, gà. Con gái cho cháu đi. Thành Trung. Ok ông anh đổi sang này đúng không? Ok. Tim luôn. Đấy. Mua làm sao được? À con chưa ngủ đây. Luộc lại qua bao người. Anh đi ngon không? Luộc lại qua bao người. Có phải là mua ra đây mà mua được thẳng. Các đại ca đi chỉ có luộc lại qua bao người. Tất nhiên là thôi, nó tiền nào của đấy. Xe này. Qua đúng 6 người luôn. Vâng. Anh đổi con khác luôn. 6 người, mỗi người. Con này chưa mua bao nhiêu của đấy ở đây đấy? 12 triệu đúng không? Ok. Thế tí nữa đi. Mua chợ này mua một mình mua làm sao được. Thôi không nói chuyện đang mic. Anh em đang nếu mà ấy thì để lại nhá, chốt xong chưa để em like luôn, em bán luôn con xe này. Bởi vì con xe này mấy các đại ca trước cũng cọc, cũng trượt hết. Bán trượt, anh là người chiến thắng. Rồi ok. Còn ai mà lết này, khách đấy à? Khách đấy à? Ờ, khách đấy à? Ok, đợi nhá. Xong chưa? Anh lấy đến thẳng hay là cọc đấy? Anh cọc à? Con này được không anh đến ok không? Ok. Anh nhìn thấy hai. À? Em đang like trên này. Vâng. 1.000 người đang xem. Hơn anh chào các đại ca trên này cái. Anh chào. À, chủ kia. Thế ba anh đi à? Đón một em 2022 về. Chắc là giá cả xong rồi, phải vào đếm tiền đấy đúng không? Rồi ok. Cảm ơn anh nhá. Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Kiên. Kiên, anh Kiên à? Cùng tên em. Anh ở đâu qua đấy? Tôi ở dưới Thanh Xuân nhưng mà quê trong Thanh Hoai. À vâng, anh ở Thanh Xuân, ở Thanh Xuân này. Cảm ơn anh nhá. Anh tên gì nhỉ? Tuân à. Tuân à? Cũng ở thành khu Thanh Xuân à? Nhưng mà... Vâng, ok. Cảm ơn anh nhá. Hàng chất đấy, không phải nghĩ đâu. Ôi xin lỗi mọi người, lại quay về anh Tuyến tí nhỉ, anh Tuyến vẫn phải câu chuyện thì anh này anh ấy cũng ở trên này cũng nhiều rồi. Thế thì thôi để cho em Kiên 9 đồng để cho em nó vào việc. Lỗ nhiều, chú giá anh đây lại lỗ nhiều. 9 đồng là được rồi, ngày xưa mua cái này có 10 triệu 500, à 10 triệu 990 nghìn. Năm đấy là mua 10 triệu 990 nghìn, mua năm 2003. Lỗ nhiều lắm. Bây giờ là lỗ có 1.9 triệu thôi. Lỗ nhiều lắm. Đi là... đi 20 năm lỗ có 1.9 triệu nhá. 20 năm xe mà lỗ có 1.9 triệu thì nói thật em mọi người, sốt ruột gan. Thế ai mua cái xe về để dùng? Cái lúc 10 triệu 500 mới của nó, lúc ấy một cây vàng chú ạ. 10 triệu 990 nghìn. Nào
đúng không này chuyên cái giả đây lỗ giả lỗ anh đứng ở đây giả ôi sợ gì chú giả 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 anh còn lỗ đi mẹ cái đi gì con này con con y mười ghẻ thấy treo chìa khóa trông giống ngôi sao con y mười ghẻ đó trông giản dị thôi đại gia cũng nhiều ấy thôi nói vui để em chín rưỡi anh đến đây là em nghĩ là anh em mình cho nó vào việc muốn cho nó vào việc không bao giờ vào việc còn lâu lắm xe này không ai đi nói thách chú tức là 1 triệu 2 triệu đâu 95 không bao nhiêu đến ra này anh Tuyến chắc là không vào việc là nó lệch nhau nhiều nên là vì con xe cũng có lúc còn... nhiều lúc cuộc sống đôi khi nó nhiều không. Lúc mà không khớp xe này nó không ấy chú ạ nghe này nó không... thôi anh ra bao nhiêu anh em mình vào việc cuối cùng chỉ bớt được chú 2 lít thôi là bao nhiêu là 11 triệu 11 triệu chú mua làm sao được chú mà mua làm sao được con xe nó như này mà màu này nhá cực là độc luôn này, như không phải là màu cực hiếm luôn đấy nhưng độc mà nó là... không thật màu hiếm nhưng mà màu này là màu rẻ nhất của các bảng màu các loại mà ôi ơi, màu ối rồi ôi màu này là màu dành cho gọi là màu như hiếm nào mà sống giản dị sao xong rồi vâng ok chiều tôi ra lộc anh 200 cho may mắn ok em ra lộc các bác cảm ơn anh nhá đâu ra lộc đâu đây lộc lá gì anh lấy vào lấy 200 ấy, ra lộc em ok cũng xong một chuyện nhỏ đơn giản à đại, ông nào anh này lấy con này thôi tóm lại là 10 triệu cũng được thôi không có việc đẹp anh ạ đẹp em ơi chụp anh kiểu ảnh em ơi ở đây ông anh đứng đây nha, mình làm kiểu cho nó máu nào. Đấy đứng đây. Ok, anh cứ cười đi. Được rồi. Ok, em đang live vừa ấy. Được chưa? Rồi, xong rồi. Okay. Anh em vừa live vừa chụp cho máu. Anh tên gì nhỉ? Anh Tuấn. Anh Tuấn cũng ở Thanh Xuân đúng không? Chỗ ở Thanh Oai đúng không? Thanh Oai nhưng làm việc ở Thanh Xuân. Cái xe không lo được, có cái chìa khóa có hết, không thiếu cái gì. Chìa khóa 600 nghìn nha, của hãng hết Honda luôn. Không quan trọng đâu mà cái xe quan trọng thì cái chìa khóa. Thôi tóm lại là giải quyết đơn thuần không được rồi 7:30 chiều nay và 8:00 tối nay các bạn nhá ngay bây giờ mời các bạn mua vé sớm được chỗ ngồi đẹp làm quà tặng siết nhá siết 4:30 chiều nay là các vị đến siết ở khu vực con Cầu Giấy nhá tái thẩm định đã bán chưa thẩm định anh giả thẩm định mẹ mua luôn còn trả không thẩm định như là mất thời gian anh em chiến luôn 10 triệu không thôi xe lên lái không xong mất công quá mất công anh này. Ok cảm ơn 1.000 một người trong người xem nhá đây rất nhiều chiếc xe mình chuẩn bị lái này rất nhiều trong nhà rất nhiều chiếc xe này đây bên cạnh là chiếc xe Jeep như nhá 150 triệu này mình vừa mua về này 150 triệu vừa mua một con Jeep Thái 150 triệu vừa mua nhá tí mình lái giờ vẫn cứ đấy vẫn cứ phải đi mua đấy mấy con này tí ra like sau 155 triệu nhập vào luôn tôi gọi điện đi hello rồi gọi điện giả xe Thái Honda sao sao Thái Honda bán không hay là xem à 85 mang giấy tờ chưa 85 triệu chưa mang giấy tờ đến đây xin nhập vâng để xe à ok để xe đây nhầm để đây tiến này lên đi không phải là hoang mà là quên okay. đang đi làm đồ chân trống anh gặp anh em cảm ơn 1.100 người đang xem nhá xe của em hay là của ai của em mình chủ tịch nhé 1979 ok rồi 1979 rồi năm sinh ok ông anh Tuyến đằng sau có cái xe lâu không được của anh ngồi lâu nó lâu anh chuyên luộc xe bán ở cả chợ anh này thì anh em anh bán cả chợ này rất dễ đấy mà mua được lương ngày này anh bán thôi chứ không cho nên ngày nào cứ bảo ngày nào có xe bán là như thế anh chuyên đi luộc tức là anh bán cho thợ nhưng không phải là mệt quá này không lỗ thật giả lỗ là bảo lỗ ngày này là làng nhàng lắm cái ôi xe ôi này thì bây giờ nó có giá nó có ấy đâu máy thì cãi nhau rồi chứ không phải là máy này để cãi nhau rồi máy nó là nguyên luôn nó là cãi nhau cãi gì
chú máy, mua máy chú sắt em nhiệt tình em mua chứ chú mua thì chú bảo thế đấy nhưng máy nó là nguyên luôn chứ không phải. Ờ máy này máy cãi nhau. Máy cãi nhau rồi. Máy cãi nhau. Nhiều lúc thôi tóm lại mua 10 triệu 100 không bán thôi. Anh em bắt tay nhau nhanh. Chút đã. Đã mua cho anh 10 triệu 100. Anh bán cho chú rất là nhẹ vía mà chú bán được ngay mà không phải nào được triệu. Ok được triệu được triệu. Anh nhớ nhặt 200 một con à. 200 con ok. Là anh nhặt thôi. Số con này là 10 triệu 500 nhá. Ok. Thế có ai quan tâm với xe của anh Tuyến không? Con này thì mình cộng 1.3 triệu nhá. Xe ở đây đây ông quay một vòng cho anh em xem. Đấy. Mua 10 triệu 500 rồi. Ông nhanh ông ơi, một vòng nhanh cả chưa? Đấy. Đấy xe đó sơn nguyên như cái tem này vẫn zin của nó nhá. Sơn zin đây, sơn zin hết đấy, cái nhũ lốc máy này zin hết của nó đấy. Đây xe nó nguyên đấy chứ còn bô bủng của nó zin hết đấy của nó đây này. Đây ông đây, đây. Đây ông nhìn cái đôi da máy nó vẫn sơn zin chứ không phải sơn lại đâu, không phải mông má không tính tiền. Đây là sơn này, cái này sơn sơn zin, tem zin đấy nhá. Máy căng. Con này anh em đi làm đi ăn có tuyệt vời rồi. Đấy. Ok, Thái đâu 1979 thôi. Anh có con Zim mua 155 mà chưa giới thiệu. Có con Zim hơn 300 vẫn nằm trong kia, hơn 300 triệu lát nó lại giới thiệu tiếp. Cam thử. Ok anh giấy phép anh cài vào cái kính này của em trong nó. Ok. Đỏ như cam thừa Tết nhá. Zin từ đầu chân. Chưa lai tạp một cái gì cả. Con này duy nhất có một quả yên là em đang trên tiếp được. Yên thiếu gì? Yên sắt. Không có. Bao tiền? Để anh 85 triệu. 85 em biết con qua anh mua chưa? Dạ. Em nhìn anh mua con 86 chưa? Chưa, em chưa nhìn biết là cái xe nào, cái xe gì với nó. Con 86 triệu chưa? Dạ, chưa. Úi trời ơi, mẹ nó. Con gì con 86 mẹ chết nhìn mẹ chết ngất luôn. Chết ngất thì. Con này đại ca là sinh năm 1979 thì giải quyết. Đấy. Ok. Để là ông là sinh tháng 2 năm 1979. Ừ. Và xe thì dành như cho anh em, sinh năm... Xe này là không dành cho số đông. Không dành chứ đồng cứ rồi. Chỉ đâu là sinh năm 1979 thôi. Mẹ cần quên thì con đầu bò bình thường. Đầu bò này cũng là vậy vậy thôi. Thứ nhất là con này được cái biển, thứ hai nữa đều rất là rắn. Cái hộp xích rất là đẹp. Anh nhìn này. Anh em sinh năm 1979 giờ đi ô tô rồi, không đi xe máy đâu. Cái này nó là hoài niệm rồi anh ạ, chứ không phải là để đi. Xe này chỉ có lau chùi và để dứt một chỗ thôi. Cà phê buổi sáng. Ra đi xe này, đi này phí lắm. Đây cái gạt cần số Tuyên này. Kiếm đâu ra cái này. Cái nào? Đây, bây giờ cũng có. Cái này thì tính gì? Anh kia này, cái này đố anh tìm đâu bây giờ này. Không có đâu nha. Không quán quảng cáo là giới thiệu mấy cái váy, cái bụng này, cái đồ gọi là đồ vứt đi. Đấy, đồ vứt đi. Cái đồ này đồ vứt đi, kể cả cái này cũng thay rồi em này. Rồi, không thay là đồ vứt đi. quảng cáo máy móc. Ông quảng cáo kiểu đấy, ông bán hàng thì thật đâu, tôi chịu. Đây. Đây quảng cáo giới thiệu các vị nhá. Đây 85 triệu sức vỡ này, vỡ đấy. Này, đây này, vỡ này. Đấy. Đây này, tay tủng cái này không che thì nó nhờ che cái tay nữa mà. Đúng rồi, che tay mà. Vỡ này thì vỡ đi. Nhưng mà che một tay thì không hết, phải che bốn tay mới hết được. Tay lớn đấy. Con này năm sinh mà con này nó phải liên thổ cơ, nó lại chấm 19, 1.79 thì nó có một cái gì đấy thôi. Mẹ đọc mãi không biết tên là tên đấy. Mình tên là gì. Nhưng mà bây giờ người ta chơi tứ quý vẫn là chấm mà. Chấm. Nên nóc cái gì hết rồi. Con này không được rồi Thái. Máy thì chấm hết này. Không được. Con này vẫn phải là 6 mấy. Đây, đây gặp mày chuyên gia chuyên xe Vim. Vẫn phải là 6 mấy. Không có đâu. Em ơi, em giúp anh nha, dắt vào nhà dài đi cho anh. Được xe lên như này anh. Giúp con này đi, con này đi. Con Fijianel đi hết đi. Dắt cái Fijianel, dắt đi. Vẫn phải là 60 mấy triệu. Ủa làm sao được. Đây Dung ơi, em dắt đây. Dắt đây cho dắt sang nhà đi. Nghe vẻ buồn nhỉ, nghe dịu thế. Nghe anh Kiên nói 6 mấy triệu. Mặt nó thiểu. Buồn. Xong rồi, những con nào like xong rồi, con Fijianel xong hết rồi. Biển đây nhỉ. Biển đẹp. Biển đẹp 1979 được cái biển năm sinh. Nhưng anh em 1979 giờ việc bận lắm, bây giờ nhà mẹ không xúc. Em để đây cho. Anh chuyên gia xe Vim này. Đấy, chuyên xe đẹp. Rất nhiều Hà Nội. Thôi giải quyết cứ 65 triệu được không? Không nói chuyện đấy nhỉ. Bỏ đi, bỏ qua.
lùi 252 lùi 1.000 đô luôn. Lùi. Còn nói vui thôi. Này lùi, chắc không ăn được lùi rồi. Lùi khiếp quá. Không, cơ bản anh thật em, cái xe của em được cái biển thôi, còn xe vuông anh không phải ghi nhận. Xe này vuông xe nó không đến giá đâu. Vâng, xe này vuông xe mà xe rim thì làm sao anh định giá được giá của nó. Anh nghĩ là 70 một người nữa. Không lấy. Có rẻ không? 70 triệu chắc không ra đúng không? Không ra được. Ok anh em, ok, cảm ơn ông em đã gọi là cũng tác nghiệp một những thước phim. Không ra 70 được. 70 không ra. Không ra. Bao nhiêu ra? Nói chung là cái giá đấy, cái này là bán cho bớt 1 triệu đúng không? Chắc lộc 1 triệu. Lộc ít thôi. 85 là bớt 1 triệu, 84 kiểu đấy. Ý không, như thế không, thôi. Không ra được nhiều, ra được nhiều nữa đang ngay. Ok, được rồi. Còn anh em mình con này, con này anh em kết nối thôi. Chứ chợ không được gì. Xe nó vẫn có một cái gì đấy mà nó chưa phải là một cái chưa tên, nếu mà tên nói nếu mà nó phải gì? Một gì đấy thì là 150 160 đây. Đấy. Nó lại rất là đẹp. 10 triệu 500. Ok, Thái chào anh em đây, anh em xin mời lại tiếp tục tác nghiệp một con xe này. Ok, con Viva có đẹp không? Máy nguyên thì anh xem. Mấy triệu em ơi? Giả nát bét thì mua hết. Thôi. Nát. Xe này bỏ qua. Không mua. Xe này bỏ qua luôn. Đây một con Vim Việt Thái này nhá, con cực xếp nhá. Dành cho anh em giới siêu dầu đây. Một con Vim Thái này là biển SC7 đây, ông quay vòng cho con. Xe này đắt lắm, đây này ông quay con cái đầu bò, ôi giời ơi, cho các xếp nhìn cái đầu bò, ôi giời ơi, đầu bò. Ôi giời ơi, cái đầu bò ơi. Đấy, con xếp nhìn một thời gian khó nhá. Đây, xe này dành cho các xếp nhà phải thật là có điều kiện. Đấy. Thật sự là có đam mê một cách thật sự này. Vỏ yên này, yên zin này. Đai này. Nút này. Chạy 2/2 nha các sếp nhá. Nó là đẳng cấp. Để lâu quá còn bình còn hỏng cả bình luôn, chả nào đây nổ máy này. Nổ nó là thu thịt. Đây à. Các sếp nào quan tâm con này thì triển khai nhá, đây. Mặt bình xăng này, vàng ươm. Đây cho các sếp. Ông quay vòng thêm cho con. Cảm ơn 1.400 người đang xem nhá. Mình có con xe máy rồi đây, mang biển Lào về từ 2002 chưa đổ xăng. Biển Lào, bên Lào thì không giải quyết được. Anh Mạnh Tuấn ơi, biển Hà Nội nhá. An Nguyên, anh Kiên có con xe máy nguyên tầm dưới 20 không? Dim máy nguyên mà dưới 20 thì dim Thái không có đâu. Máy dim thì nó đắt lắm. Đây như con này bây giờ, nó thằng con này mình đã nhập vào 155 triệu nhá. Đấy, các sếp là quan tâm thì làm con này. Xe đã biển Hà Nội anh em nên bán ngoài Bắc nhé. Xe này vào Nam rút hồ sơ không nên. Chia sẻ anh em nếu mà nên mua biển Hà Nội cho biển ấy thôi. Biển thì cái biển này là dành cho dưới 7X nhá. 7x, 8x nhà ngày xưa một thời anh em thời dân chơi là những năm đấy mà gym này là toàn nhà giàu lắm mới đi đấy. Hôm nay mình bán 165 triệu nhá. Các sếp nào quan tâm thì vào con này. Em nó sản xuất năm 1997. Đầu máy bao nhiêu? Đầu máy 51. Đầu máy 51 và con này đầu máy 51. Con này 203 xin lỗi. Đúng rồi. Con này 203 đầu máy 51. Chót chép của gym nhá. Xe này biển S nha các đại ca, nếu mà anh em ở ngoài Bắc mình thì cứ để nguyên này thôi bán 6972. Con này là gì, những chiếc xe này đi hoài niệm nhá. Máy ngọt lắm, ông quay cho con một vòng này. Để ra côn ra điện này, múc phấn. Đây, thì cái chế này, như vừa mới lắp, kinh khủng luôn. Hàng nữa này, đầu bò ốc cổ. 165 triệu con này nhá các sếp nhá. Đây, vàng ươm. Đây bên này, ông quay này, ớt máy này. Thật sự ra anh em có thể xây cái nhà hàng chục tỷ nhưng mà có thể là chưa chắc nó bỏ tiền hơn 100 triệu mua cái gym. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng hơn 100, kể ra thì cũng rất là to, nhưng mà thật sự ra với những anh em có điều kiện thì với thời điểm bây giờ thì cũng nó là bình thường, nó không là cái gì cả. 165 triệu con này nhá. Cảm ơn 1.400 người đang xem nhá. SH có công anh, bạn có mấy chữ nhỏ đây, SH đây rất nhiều nha bạn ơi. Anh em chia sẻ bài cho mình cái. Anh em xem dòng gì ấy? Xem một con cỏ bên cạnh như thế nào
À, xe cổ đấy anh em đi làm à? À dạ. Có ai tiếp anh chưa? Vâng, anh vào đi. Đại ca ngắm đi, đây này ngày hội chơi gym này, gym nhiều quá nhỉ. Đầu đầu quá nhiều gym thế, anh em lắm gym thế. Con này con sao? Con này con nào? Đâu em? Ờ, để anh xem con này nào. Em yếu không lắp vào cái gá tạm này à? Ừ. Con này được đấy nhỉ? Anh cài mic em cái. Em nói chuyện. Đó đây em. Không em cái con gì? Con này gì có phải là con lâu lâu rồi đúng không? Không, chưa. Con lâu lâu anh em ra đúng không? Chưa bao giờ. Ông tháo này ra làm gì? Tháo bung ra giờ mẹ mày nó định hình khó quá. Đó là để cho khách ngắm đầu bò. yếm xấu, yếm đục ngâu thôi. Yếm đục ngầu, không phải cái yếm nó đục ngầu. Yếm là yếm mỡ gà. Đấy, chứ gà ươm. Xe này mà lóc cái yếm mà nhìn trông mẹ mày trông tưởng xe 5 triệu. Thật sự mẹ đúng là lóc cái yếm mỡ gà đấy nha. Yếm thì mỡ bùng gì mẹ nhìn trông bằng ươm này. Trông chán lắm mẹ nhìn cái yếm trông. Bao tiền con này ông em vỡ này, vỡ hàn này. 140. Ôi trời ơi. Đấy, 140 thì con này của anh 155 nó căng đét. Con này em cũng đẹp. Nhưng mà cái hạt nhũ của em, độ nhũ của em nó bạc rồi. Con nhũ của em mình nhìn nó phấn. Phấn. Thôi chịu à, chịu chết. Đây đâu bò của em cũng được. Thế được. Ông có thể quay một vòng để cho các anh thưởng lãm cái xe này cái. Đâu bò được, con này đúng rồi mẹ cho khoe nhưng con này yếm này cũng của nó. Yếm chị yếm đúng rồi 202 mà. Yếm nó sao trông nó vàng ươm. Xấu nhỉ. Yếm vàng. Vẫn là mất cái biển 4 số, biển 5 số. Biển chậm. Ông quay đi, quay vòng. Con này xa lắm. Con này chỉ ngang với con biển 17 hôm qua anh mua. Làm con đấy làm sao mà đồ đẹp bằng con này được anh? Ừ. Ngang với con biển 17. Làm đồ không bao đẹp bằng con này luôn. Thế rồi, nó ngang đấy rồi. Còn được cái đầu bò con này nó cũng được. Con đầu bò được. Con này làm đồ nó trắng hơn đấy nhiều. 17 đấy. Con 49. Không lên. Cái đồ nhũ của em không lên được. Xe này nhũ này nó không đáng được với tầm tiền đấy. Dòng zin này cái đôi da máy rất là quan trọng nha con sếp nhá. Nhưng dòng zin cái đôi da máy là rất là quan trọng, mấy đồ sườn, đồ tổng chứ nha. Thôi con này không được rồi. Lấy bao nhiêu? Nhiều. Dưới 100. Anh em nó tranh nhau nhiều quá luôn. Anh nói thì sự thật nó hơi mất lòng tí nhưng mà tính mình là thôi thì mình cứ về thôi cho nhanh, thủ tục cho nhanh. Zin hết. Ừ. Con sếp sẽ bị dưới 100 anh em nhìn vào việc. Ngoài 100 không vào việc đâu. À. 91 triệu. 101 á. Tối to lên em nói mic làm gì. Thôi không được, con này mấy dưới 100 thôi. Xe này dưới 100 thôi, anh em vào việc. Đâu giá dưới 100. Con này máy nó hay nhỉ. Máy 51 thì bao giờ. Con này nhìn, em nhìn đây, anh nói về so sánh hai đôi da máy nhá. Đây so này. Mình đếm từ hạt nhũ con này độ ánh nó mà hắt. Còn kia là da máy xanh anh, đời da máy xanh. Ừ, đấy, con 81 nha. 81 kia da máy trắng à. Đấy. Con đấy bán. Đấy, con đấy bán. À. Ừ. Con này dưới 100 nha, mình vào việc. Ngoài 100 không xem. Đấy, dưới 100 là bao nhiêu? Dưới 100 nó là 75. À, không được. Nó là 80, được chưa? 80. Đấy, đau đầu lắm, gym này thẩm định đau đầu lắm. Thật đấy, các sếp mà mua được con xe gym trăm. Không. Nói vui em để cho anh 80. 80 triệu. Không được. Đây tầm đấy, con này bao nhiêu? Con này 60. Con này 6 xoay à? Khói rồi. Không khói. Khói rồi. Không có gì khói luôn. Khói rồi, con này bình thường. Đâu, con này không tí khói nào. Mùa xấu. Này khung sườn đẹp lắm. Này khung như con biển 17 luôn.
Thôi làm sao sánh với con 17 được, không sánh được. Không sánh được các bạn. Nhìn tất nhiên là nó kiểu tựa tựa đấy, nó không sánh được. Đâu bò biển 17 là sáng hơn. Con này anh em để cho anh 45 triệu. Con này để cho anh 50. 45 triệu. Để được để cho anh. Anh mua cho em 45 phát. Anh mua tác phòng chốt mẹ đi. Bắt tay phát là xong. Thôi 50 anh. Bán cho anh 45 triệu. Anh mua cho nhanh. Bớt thêm 1 triệu. Không. Thôi anh cứ mua dầu dầu này cho nhanh. Xem nó đuổi đồ nó đuối. Các bạn xe thì nó ấy vừa vừa. Đây nhìn đầu ngoài. Cái thớt nó không còn. Ông để quay gần đây ông ơi, cho mọi người xem. Đấy thôi anh mua con này vừa vừa tiền, vừa vừa miếng để cho các sếp chơi. Bán cho anh 45 triệu. Thôi trả cuối để anh 48. Không, anh mua cho em nó nhanh. Hiếm đẹp không? Đấy, hiếm đây đẹp luôn. Hiếm đây, ừ, thế hiếm mà, hiếm đục kia đục quá. Không, sim nhiều tiền nó để bánh vàng. Không, mẹ đục ngầu, nhau thiết. Nhìn anh thích hiếm trắng hay đổi hiếm trắng? Để hiếm, nhìn trong đục ngầu rồi ghét. Thích hiếm trắng hay đổi hiếm cổ trắng? Cổ quá không, cái hiếm lắp vào xe tự nhiên cảm nó cổ mẹ cái xe. Thì là cái xe cổ mà. Thì không, nó phải hiếm trắng sáng đi, nhìn trong nó ra anh thì đây, hiếm. Hiếm trắng em đổi hiếm trắng cho. Đấy, đổi hai con cho nhau để cho anh. Em để cho anh này 45 triệu. Ở bên giấy thì không. Anh mua cho em rất tác phong. Mua cho em 45 triệu con này. Chốt. Chốt được con 45 triệu nhá, còn con mấy chục trăm thôi thôi. Không nhiều tiền lắm thôi. Vậy Hữu Duyên lấy con này cho mình nhá, thì mình con này đầu máy của nó là 810. 812. Ok, con này máy nguyên. Sơn nguyên, máy nguyên, lườn nguyên. Đấy. Sếp nào quan tâm con này thì mình cộng 4 triệu nhá. 49 triệu. Một chiếc xe Jeep. Sơn nguyên máy nguyên thôi, vừa vừa mới vải để các okay. Sếp dùng có biết, biết chơi biết dùng. Đây sơn zin nhá, lườn nóc zin hết, đây zin hết này. Tem zin nhá. Đây. Đồ nhũ thì tất nhiên là nó sẽ không thể như xe 100 triệu được. Thì là đầu bò, đầu bò zin này. Yếm được, con này lắp lên nhìn trong vuông bán ông nhìn. Chốt rồi đúng không anh? Ok, chốt rồi vào giả tiền, em viết giấy anh giả tiền. Và con này là 45 triệu nhá, đấy phải những đường line mới xong. Con zin lùn này của anh ấy xong chưa? Mấy anh em xong chưa? À. Toàn ơi, hỏi cho anh. Zin này của anh ấy là 45 triệu nhá. À, ok. Cảm ơn 1500 người đang xem nhá. Zin đẹp về anh ạ. Con này cũng đẹp nhưng mà con này thì xác định mua cái 8 sọi là mút. 80-85 là mút nhưng mà không. Con này cũng được. Thôi cứ làm con kia cho lành. Anh em nó cũng đẹp này, nhìn trông dáng dốc. Em nó đều xe đúng thế. Đấy. Thái phát biểu nào con này sao nào? Em phát biểu cho anh nào. Em là người con người nhà, em biết chất chơi. Đấy. Cũng là sơn zin máy zin đúng không? Máy zin. Đồ sáng này, bánh máy trong nan xanh vàng này. Đây. Đó. Và loại nhìn trăm mấy thì anh em không so lên đây này. Đấy, nhìn bánh máy trong nan bốn mấy nó ra gì phết. Đường nóc zin này. Ừ. Đầu bò đẹp đấy chứ. Đầu bò đẹp đấy. Okay. Thái là thợ sửa chữa xe máy nhá, ở Trần Cung nhá. Số bao nhiêu Trần Cung em? Em ở số bao nhiêu Trần Cung nhỉ? Em 86 Trần Cung. 86 Trần Cung nhá, Thái Mô Tô. Một ông chủ sửa chữa xe máy. Mấy quán, một chuỗi xe máy Thái Mô Tô. Đấy, đây là ông chủ nhá. Nhưng vẫn đam mê, thích buôn bán, thích gym. Thích gym, em chuyên tắm ai đẹp và gym đẹp. Đẹp không? Bánh bánh tầm an đẹp, da máy đều. Ông quay bên này không? Ông quay bên này không? Ông ra đây. Hộp xích này bây giờ bán 2 triệu rưỡi đến 3 triệu nhá. Bán nhá, anh em mua. À, bán ai bán thì ta không xe bán nhưng mà cho xe đang nói là điều mà bán đồ là cái này nó hai nó rắn bằng xe nó rắn mà em rắn tem xe. tem zin tem lửa tem xịn nó đẹp nhỉ. Đấy, màu nó vàng ống, vàng ống trông chất ga tiếng nổ đây điện thì nó con này đều xe con này ngon đấy chất con mấy cổ quá ngon này mạnh mạnh ga nghe này rồi này nhấc ngược người này nút là nút này đỏ này. Theo xe là chữ này không bị mờ. Chưa lai chạm. Đôi gương zin vẫn theo xe. Đầu máy 82 đăng ký lần đầu năm 1999. Đấy. Tên Vũ Cao Thắng ở Văn Cao. Rồi rồi. Rồi. Đồ chất đấy, có tay chất. Thế Thái đấy anh vào xe nào? Anh vào xe. Anh có... vào xe tầm mắt thì kinh nghiệm 20 mấy năm rồi quá chuẩn rồi. Các sếp ạ, riêng gym của nó phải biết có nghề buôn được gym nhá, không phải có đơn giản ạ, búc vào đây, búc vào chết luôn. Mua được gym đâu. Không phải ai mua được gym đâu.
Jim nó phải biết mua. Thứ nhất là biết mua, thứ hai là phải có duyên bán hàng. Đây vành bánh Tam Nan này, ông quay con đấy, vành Tam Nan Jim mà nó còn vàng ươm này. Đấy, có bốn mấy triệu cũng vàng ươm, có đơn giản đâu. Này, cũng vàng ươm, nhũ nhủng các thứ, Jim hết của nó. Đây, hộp xích này, càng cổ pha vùng kính, à, cái này. Ok, cảm ơn Thái nhá. Cảm ơn em đã cũng anh em những thước phim. Ai có nhu cầu sửa chữa xe máy hay đến 86 Trần Cung nhá. Thái Honda. Vâng, cảm ơn anh kia cho. Đến Thái Honda anh em cứ search vào mạng này sẽ có, đúng không? Vào Facebook hoặc vào là có check in luôn. Thái Honda có thể cấp cứu tại nội thành, xe cộ anh em hỏng hóc cái gì thì em nó làm rất tốt đấy. Thợ giỏi, làm rất tốt. Ngày trước làm cho anh Kiên, chuyên làm máy cho anh Kiên đấy. Thôi. Ok, không cả. Ok, cảm ơn 1400 người đang xem nhá. Chắc con của Thái chắc thôi, cứ anh em cứ ấy thôi nhỉ. Các em vào là hơi nhiều tiền. Con này vào chắc 7 mấy đúng không? Nhập 7 tư. Thôi rồi, có khách anh em thì cãi okay. Kết nối nhá. Có khách anh kết nối cho em. Đấy. Ok. Ít thì bán thôi. Ok. Đây em cũng giới thiệu anh em một chiếc xe Jim 3000 cây. Hôm nay là cũng có một anh em được cậu em ở đại gia công ty may. Đấy, một trong đại gia anh em nó có khoảng tầm 200-300 tỷ nhá. Đây là Nguyễn Văn Đông có ở đây không nhỉ? Ông em nó có khoảng 200-300 tỷ đang ở đây review cho anh em con xe Jim. Bởi vì em nó trước là cũng là học sinh, học nghề nhà mình. Anh em là nhân viên nhà mình mà lại mình dạy nghề xe máy nhá. Đấy, Đông, Nguyễn Văn Đông có ở đây chia sẻ bài cho anh cái. Hiện tại em giàu lắm rồi, em là chủ một cơ sở may rất là lớn, chuyên cung cấp gọi là cung cấp ở khu vực Ninh Hiệp và Bắc Ninh. Ông có thể quay con một vòng con xe nó 3000 cây này. Đấy, em nói hiện tại là tiền em nó có 200-300 tỷ rồi. Nhưng cái là vẫn cứ cần mua một chiếc xe Jim để chơi. Đấy, phải em bảo để em xin tiền vợ em, nhưng cái là nhưng mà đại gia, nhưng mà 200-300 tỷ cho xe này cũng không. Đấy, em xem nhé, ông quay cho con một vòng. Nguyễn Văn Đông nhá, cậu em trước là anh cũng dạy nghề sửa chữa xe máy cho em. Em có ở đây thì em có thể chia sẻ bài like cho anh con này. 3000 cây nhá, em Đông nhá, cũng quay nhiều rồi. Quay vòng đây, hạ xuống. Rồi con này anh em tình thương Nguyễn Thương bán riêng Nguyễn Văn Đông nhá, anh em giải quyết trước anh bán 380. Con này đã vào tiền là 350 triệu nhá, các sếp nào mà có qua anh em, em Đông có qua quan tâm mua nhá. Thôi anh giải quyết anh bán con này cho nhanh. Giải quyết nhanh vào luôn nhá, xe chạy 3000 cây. Anh hạ xuống, có con này đi ship luôn. Ship về cho anh rồi. Ship về cho anh ở Nam Định. Vườn nhà vườn Khánh Toàn đây, xe này của bán cho anh nhà vườn Khánh Toàn. Đấy, ở Nam Định. Ông quay. Đấy, nhà vườn Khánh Toàn mua cho mình con này con thứ 5 rồi. Bán xe cổ. Nguyễn Văn Đông có quan tâm con này thì liên hệ ông, quay thật kỹ đây nhá. Nếu anh em ở dưới anh em khu vực Hà Nam Lý Nhân thì sẽ biết Nguyễn Văn Đông, hoặc anh em khu Ninh Hiệp. Đấy. Không phải mình 91 triệu 500 tặng coi như kỷ niệm cái giỏ ship đời 350. Ok, chốt. Đấy, đại ca có 200-300 tỷ nhưng mà mua xe cứ vẫn phải nghiên cứu xin tiền vợ nhá, không đơn giản đâu. Thôi là dậy soi đâu vàng đấy, luôn soi đâu vàng, xe này soi đâu vàng đấy nhá. Xe 3000 cây Dream, em nó sản xuất đầu máy 819, em nó sản xuất 599. Đấy, 24 năm mà vẫn còn gọi là zin, còn 3000 cây này thì không thể có. Chưa quá đôi, chưa vết đúng không? Xe này cũng không dành số đông, không em nó. Em nó vừa cái xây cái nhà có tầm khoảng chục tỷ thôi, nhưng mà vẫn cái xe hơn 300 triệu vẫn cứ phải nghiên cứu. vừa xây nhà xong rồi mua con này để chơi ngắm. Ông quay cho con đằng trước này. Ông em Nguyễn Văn Đông đâu chia sẻ bài đi. Gặp các đại gia Ninh Hiệp rồi khu vực Đồng Xuân Long Biên. Đấy. Đấy, ok con này nhá. Con này thôi anh mua vào là 350 rồi. Anh nói thật anh em tình cảm thì cũng phải 10 triệu ở đây. 360 triệu nhá, trước đây là bán 380 đấy. Đấy, anh em Nguyễn Văn Đông có chia sẻ bài thì chia sẻ bài cho anh, mà không có thì các đại ca nào cọc luôn con này. Bây giờ xuống giá 360 triệu nhá, mua là 350 triệu rồi. Bán là 360 triệu. Chưa bằng số lẻ của đại gia đấy. Team chưa đủ sang 2 tuần. Ok. Cảm ơn anh em đã xem những thước phim video này nhé. Có ai để đây thì còn tiếp tục đây. 1.300 người đang xem.
À, bộ, chú đông vút luôn con này đi chú. Không biết con nào. Con này à? 360 triệu nhá, một chiếc Dream 599, đầu bò vàng khè, vàng ươm. Đấy. Tôi ông em Nguyễn Văn Đông và cũng tất cả những anh em trên này cũng là một nhà giải quyết 360 triệu. Còn thật ra xe này 10 triệu nhá, nếu mà 350 triệu không bán nhá. Thật sự ra anh em những nhiều mấy anh em trong miền Nam giả. Con này 350 triệu không bán, mình không bán. Bởi vì nó thật là Hà Nội cũng chẳng có nữa đâu. Đây tiếp theo bên cạnh đây là một chiếc xe SH nhá. Đây một chiếc SH này cũng rất là đắt. Con này mình đã vào 200 triệu nhá, ông có thể quay. À chú lại chú lấy cần gấp chú con trai chuyển rồi. À rồi chuyển rồi. Vâng. Đây có ai quan tâm một chiếc SH này. Xe 6.000 cây này. Con này chạy hơn vạn này nhá, xe đi hơn vạn. Lốp còn. Đây mình kiểm tra. À con này lốp thay à? Lốp sau thay. Ok. Con này lốp thay à? À đây lốp còn lốp tuần thứ 36/2013. Con này đời chót nhá. Đấy ông Thái ông còn nháy gà ga. Quay đấy, quay đi. Quay phải quay đi con. 360 triệu. Ừ. Giờ đây em 360 triệu. Giả 350 triệu không bán nhá. Không phải đơn giản đâu. Rất nhiều đại ca giả làm cái gì lom đom gì 50 triệu. Đẹp không? Đúng không? Anh hỏi em ở Hà Nội còn nữa không? Còn nữa không? Xe Dream 3.000 cây thì nó thật ra là hàng này nó dành cho giới siêu giàu rồi. Đấy. Cái đâu vàng cái đấy. Thì còn nhỉ? Thì còn những cái loại như này đúng không? Không còn. Kiếm. Con anh là mua 45 45 cộng 4 triệu. Cộng 4 triệu rồi, 4 triệu. Cộng 4 triệu. Cộng 4 triệu con này. Ok. Con này kiểm tra con này con này bao tiền anh để anh cân lại. Con này là 150 triệu nhá, mình mua 135 triệu nhá, mua ở xe mới đi vạn hai Dream. Đấy em có quan tâm thì chơi con này cũng là rất là đẹp rồi, đầu bò vàng óng rồi, mình bán 150 triệu nhá. Biển số Sơn La anh em ạ. Sơn La 26 Sơn La chào anh em. Biển đẹp, biển 234 nhá, 234 luôn. Xe này của một bác năm nay cán bộ về hưu rất là lâu năm rồi. Vâng chú đi nhá. Vâng chú đi nhá. 150 triệu con này nha. Thôi giờ lại xuống 2 triệu lên 148 triệu để đẩy cho nhanh. Anh em để hữu duyên để về tay chủ mới. Dung cái này tí em bọc cái yên cho anh như này nhá. Để vừa rồi em bọc cả cái này. Vâng, tí em lấy cái em bọc. Tiếp theo con Dream biển 2013 nhá. Con Dream này là mình mua là 51 triệu có live trực tiếp. Đấy xe đẹp lắm, xe nguyên nhá. Mua 51 triệu thì mình cộng con này 4 triệu nhá, 55 triệu. 55 triệu con này. Đấy, biển số là 29X568025. Ừ, Dream đốn trước mình mua nhà mình. Con này là Dream Việt 2013. Con hiếm vàng. Sẽ ít đắt, sẽ có 1.7. Đang chưa giá cao. Anh chưa bảo hôm qua ra tìm con để con biển 90 triệu. Ừ, không biết rồi nhưng con này cao. Em à? Ừ. Ừ, em bán xe nào? Clip nhỉ? Ừ, chờ anh tí nhá, em ngồi ghế đi, mẹ lấy ghế, ngồi ghế. Ờ, rồi, ok, Hòa đâu? Ở trong này con Dream lùn chưa xong. Đi thẳng ra đây đi, ngồi sang nhà gần đây, đi thẳng ra đây luôn. Cũng là Dream, nhưng mà Dream lại lùn. Lùn à, Dream lùn. Em ơi, chưa xong giá đâu, đang đòi cao. Ông em bây giờ bán con này bao nhiêu để anh em chốt con này đi? Không mua được, anh ta bói 80 mà, 85 mà. Được anh em trên line này anh chốt luôn cho em như này. À. Bây giờ thôi nhờ em biết anh em chốt, anh mua anh em mình trên line anh chốt, anh mua luôn. Nhưng mà con kia thì chắc là có anh cọc rồi. Đấy anh cộng có mấy triệu em biết là cảnh em biết khổ. Rồi. Mẹ đời tin anh luôn, về thế. Anh hoài em ấy khổ nó đời nó thì ngày lắp cốc lên nhà anh mua đi bên xe. Mẹ lắp thì bán. Anh ăn dày đâu, mẹ bỏ ra 300 triệu. Mẹ 10 triệu không xong. Đại gia có khoảng 300 tỷ vẫn cứ phải xin tiền vợ, nó khổ. Đời nhiều lúc nó không như là mơ. Đấy. Tiếp tất nhiên là không sao, vấn đề thì mình kinh doanh thì nó phải nhặt nhạnh. Anh em mình lại ra đây, lòng con này. Ra đây.
đang like đúng không? Chưa xong nhá các sếp nhá. Ok, ông đứng dưới đấy, ông đứng dưới đừng đứng đấy. Ông phải đứng, mình phải tránh nhá, mình đừng người khác tránh. Không. Cái việc mình. Bây giờ ông em nào, bây giờ em có chưa xác định bán không? Bán thì anh em mình vào việc. Vâng. Con này chốt xong rồi, con này. Đấy, con này em để anh đúng 100 triệu. Không bớt 1.000 nào nữa. Đấy, đấy xe đúng 3 vạn này. Từ đây lắm các thứ có zin. Chân trống, để chân nó vẫn còn zin hết này. Nếu mà khách đòi bô thì em sẽ đổi bô rồi anh. Có bô 12 của nó. Bô của nó, bô nó nghe chi mũi lắm. Đấy, bằng con này. Nghe nó chi mũi lắm, là bô gì nó chi mũi lắm. Nhìn lâu rồi, đâu. Lâu rồi nghe nó nghẹt. Toàn ơi, dắt gọn xe cho anh cái. Đứng để đấy. Dắt gọn xe nhé. Anh nhá, xem xe gì anh? Thôi anh bảo nha, cho thoải mái nhá. Anh mua cho nhanh. Em để cho anh con này 90 triệu. Lỗ em. Đấy. Lỗ của em vâng. Nếu em mà nhiệt tình bán thì anh mua cho em cho nhanh. Anh biết người biết của đấy. Em nhìn cái yên của em này còn không anh đẹp. Anh ơi, bây giờ còn mất yên ấy, con này con da con zin thế này. Da zin nhưng mà sắt. nó da nó bị da tí da thôi. Xấu. Da này thà rằng thay mẹ da ngon hơn. Thôi. Đấy. Zin thì làm cái gì? Zin cái đồ này zin không có giá trị. Con này anh chỉ kết mất cái đầu bò của em cùng máy của em. Đồ nhũ con này này, đồ con này đẹp này, nhũ nó gắt mu. Con này độ phấn luôn. Xe con này bên này nó còn phấn. Anh cũng biết người biết của anh đấy, mà em biển 4 số, con, biển 5 số, ngoài biển 5 một số. Một con nữa lên luôn. Nói thật em là anh là mua thôi nhá. Vâng. Chứ còn chưa biết ngày nào bán. Thì là nó không bán anh không thể vấn đề mà. Vấn đề mình mua mình không thể vấn đề. Bởi vì cũng phải tuyển ở các nơi về nhá. Không đơn giản đâu. Con biển 90 hôm qua anh này có 32 triệu. Con nào? Con biển 90 này. Ừ, 32 triệu. Đẩy cho nhanh. Ok, ông em chốt được chưa? Được anh ạ. Bớt cả nhà triệu là 98 triệu đấy. Không. Để cho anh bán. Em phải biết là anh là người like, là anh là người phải xuống tiền anh mua cho em nhé. Vâng. Là anh là người biết của. Đấy. Cảm ơn 1.300 người đã xem nhé. Anh trai hỏi đây như em đang nhập con đấy là 200 triệu cơ. Anh em đang cân đối lại. Chủ xe con xe này chủ xe đang nhờ bán chứ không phải trực tiếp mua. Nhưng mình thấy là cũng nói thật ra giá nó vẫn chưa được bởi vì đầu máy 107. Giá vẫn cao chưa mua được. Anh em đang báo là 200 triệu nhưng mà chưa mua. Anh em có ai liên quan thì An Nguyễn ở anh Kiên cho xe gem nào tầm dưới 20 có từ dưới 20 qua vừa like nhá. Hôm qua có trên đường live mình mua con đấy là 16,5 đấy. Con đấy mình cộng 3 triệu ấy. Qua anh em xem live đường này là có con 16,5. Để cho anh 90. Em con nào em có công là em để luôn cho anh đấy. Máu bán đi, bán đi. Em máu bán rồi em mới mang đây. Được em. 90 nghe full áp ấy. Toàn anh em có tiền. Ông Thái. Con ông Thái này, con ông Thái cũng được phết đấy, nếu mà đứng ra con ông Thái thì cũng được đấy chứ. Như con Thái hay. Mỗi con nó có vẻ đẹp riêng nhỉ. Con 979. Con này nhũ đẹp hơn, nó gắt hơn. Em ơi, nhũ lốc máy nó gắt hơn. Con này nó gắt hơn nhiều. Tất nhiên là nó chênh nhau 30 triệu, 20 triệu. 20-30 triệu. Chênh nhau 10 triệu nó đã khác rồi. Chênh nhau 10 triệu nó khác rồi. Chênh nhau 20-30 triệu nó khác. Nó khác hơn nhiều. Con này máy căng. Vâng. Anh phải ghi nhận con này của em máy căng. Anh bảo đây từ đồ đạc con đẹp như này. Đồ đạc. Có khách cọc rồi ấy. Báo cọc thôi nhưng mà chưa cọc. Đâu phải dán như mới hỏi anh em mới ra đến hỏi lấy thôi hỏi cưới thôi hỏi như lấy nhưng mà không sao anh vẫn mua cuộc sống rồi. Nắp bình xăng xe này á? Đây quay lại luôn ông quay lại luôn xe này nữa. Con mua 45 triệu thôi. Khi
đây đây, Kim Công An, đây đây, quay đây, quay đây cho con, có tay con chỉ đâu, cứ quay đây cho con, đây mặt mình sang đây nhá, ốc này hơi lỏng tí, mặt là tí, nói chung là đẹp, tem vi tính đầy đủ. Thôi ông em giải quyết cho anh đi. Thôi không được, thôi anh mua 90 triệu em chốt lại cho anh đi. Được chốt cho anh đúng một phát, 95 phát. Không được, bán này 90 triệu không được, thôi 90 triệu luôn. Còn này ông dán mẹ, ông dán lý như nút luôn. Ông lỗ lãi gì, lỗ 2 mặt, nhăn mặt là nhăn rồi, tầm này nhăn rồi. Không có lỗ đâu, em ơi, con này không lỗ tí nào đâu. Con này không không lỗ nào đâu. Ôi, thôi anh mua 90 triệu không được thôi. Cảm ơn 1.300 người đang xem nhá. Đấy, vẫn bao nhiêu xe khác này. Con xe đuôi 51 kia có người cọc chưa? Con này chưa cọc nha anh em, bắn cọc đi. Mua 45 triệu rồi, cộng 4 triệu nhá. Thác đại ca cứ chơi thoải mái, chán thì lại quay lại giá cũ lúc nào đây nhận lại luôn. Đấy, riêng cái dòng này thì quá đơn giản. Anh Tiến Quân ơi, chia sẻ bài cho nó cái. Anh tên là Tiến Quân máu. Anh em cọc luôn con này đi, biển số tài khoản anh em là 6252 nhá, 818 nhá. Số tài khoản đấy anh em cọc thoải mái, không lo đâu. Tài khoản ACB, địa chỉ chủ xe chủ là Hoàng Trung Kiên luôn. Báo thẳng ra số tài khoản, bán thẳng tài khoản cho mình luôn. Bán anh già đấy 91 triệu gì? Hả? 91 triệu nó lủng củng. Anh cho em nhé, anh mua là em biết là mua đây, là em vào em đếm tiền, mua rất lịch sự. Anh em ai cọc không cọc không sao, anh vẫn mua. Để anh còn bán, chốt mẹ đi. Hòa luôn, vui vẻ với anh. Hòa. Xuân Hòa. Phải làm được 10 triệu. Không, Xuân Hòa, đúng con Xuân Hòa. Con này mới được 10 triệu. Con này Xuân Hòa, con kia được bằng anh. Được bằng anh thì con này Xuân Hòa cho anh. Ừ, con này được 4 triệu thôi. Đúng rồi. Đấy. Xuân Hòa. Con này em phải làm 10 triệu. Xuân Hòa. Xuân Hòa. À, Lan vẫn đi như ngày xưa. Ok, nhưng đi anh Xuân Hòa. Ok, cảm ơn em. Để cho anh chiếc xe này. Ok. Em vào bên giấy đi, Dung cho vào bên giấy đấy. Yếm của nó là yếm hơi xấu nhá. Mỡ vàng. Yếm vàng mỡ gà rồi, đâu có yếm mỡ gà thôi. Không có cái thứ hai đâu. Yếm này là yếm kiểu mỡ gà nhá, yếm của những năm của nó mấy chục năm về trước. Yếm 97. Đấy. Anh okay. Em lấy của mình có 17, mà. 9 mấy triệu rồi. Cường muốn thích thêm con này nữa thì là lại thích thêm con này á. Thêm á. Thích thêm 2 củ thôi. Rồi là lúc đấy là anh bao nhiêu tiền nhỉ? Cường à, đang báo 155 triệu chứ, bình tĩnh nhá, từ từ thôi nhá. Cường. Hả? Thì như con này thì anh Kiên bảo thích cho em 2 triệu. Con này là 165 triệu cơ. 165. 2 triệu. Thích 2 là 165 triệu cơ. 163 triệu, tích cho em còn 163. Đấy, vẫn có 160 triệu, vẫn có lại cả, vẫn cứ gọi điện. Càng lắm nhưng mà xe đẹp lắm. Cường chưa mua con đấy á, mua đang lấy con đấy. Lấy Hải Phòng à? Lại lấy thêm con nữa. Lấy thêm con máu nữa. Máu đi, dần trời đi. Cường ơi, chia sẻ bài cho con này cái. À? Rồi, máu thế nhỉ. Cứ tưởng là không ai mua, bảo mấy hôm nay bị dở, ông Tuấn mua xe trăm mấy chục triệu này không mua. Cho chết đi. Bà cứ ô tô đi. Về nhá. Đây, anh em bao giờ nếu mà chủ trương hay đi à. Ok, Cường à. Alo. Anh Kiên ơi, anh đang live đây. Alo. Máu thế. Không biết nhiều tuổi, ít tuổi. Anh chả biết là sao đây. Vẫn đang chắc rượu bia giờ này, đang rượu đây đang treo. Ok, thì anh em cứ chia sẻ bài cái nhá, tí anh em gặp nhau. Đang nghẹn mách. Đấy thôi giải ấy. 160 rồi, từ từ. 590. Rồi. Chốt cho Cường. Xong Cường. Cường chuyển khoản nhá. Cường chuyển xe luôn. Ê, cái chị lại nhanh một như một cái. Ok, đấy chốt con này nhá, 160 triệu nhá. Chốt được tầm 160 triệu con này. Vừa mua con 17 qua lại ăn tiếp con này nữa rồi. Anh em căng quá. Vật vã quá, đây có con này. Còn lại con mình mua là 90 triệu con này nhá. Đây là dắt hẳn ra cho các sếp xem. Thôi đi. Lặng. Con Jim của con anh, Jim việc của anh bán xong đây, xe khóc rồi chuyển rồi luôn. Chuyển về đâu đây Hiệp? Anh ấy bán xe xong anh khóc luôn, rơi lệ luôn. Cái này cũng của anh Cường đúng không?
con này chuyển về đâu đấy? Hiệp chuyển về đâu đấy? Anh ấy đâu ở Bắc Ninh không biết gì đây. Đông quá bây giờ không. Anh chuyển về Nguyễn Văn An. Đuôi là số điện thoại là 0976. Đuôi 306. Chuyển về Bắc Ninh nhỉ? Đang xe đón đây, Hiệp đang người chuyển xe cho anh nhá. An ở Bắc Ninh nhỉ nhá. Chủ xe khóc ấy. Ông quay ông ấy tay con. Đấy. Xe đi 1.000 cây nhá, xe đi hơn 1.000 cây The Dream. Rất đắt. Đây ông để quay con xe này kỹ cho mình vừa mua nhá, mua 90 triệu của một anh em. Ông quay kỹ cho con. Đây. Phải hạ thấp nữa. Sướng lắm, người giàu nó nhìn cái xe sướng. Này. Hưởng thụ chứ. Này. Lốc máy này. Tem này. Đây nhá. Đây cái này mặt đây là đang tháo lóc cóc mấy cái yếm mủng để khoe nó ra thôi. Yếm cái là yếm mỡ gà, con yếm này đời này nó. Con này đầu máy 824 này. Yếm mỡ gà. Đây, 203, đây yếm này, yếm dùng. Đây yếm này thì hàn một tí chỗ này nhá. Hơi sức hàn đánh bóng. Cần thiết anh em mua hẳn một cái yếm thái mới. Lắp vào cho đẹp, con yếm này yếm theo xe cứ cất đi. Yếm theo xe là yếm đời đời của nó. Ok ông gọn vào đây. Đây, lốc máy mua 90 triệu nhá. Em để đây. Ok. Ông quay nhanh, xoay mà con luôn. Lốc máy đẹp nhá, con này ngon căng. Con này mình mua là 90 nhá, cộng 7 triệu nhá, các sếp nào quan tâm thì ăn con này. Đầu máy 824. 97 triệu. 15 năm không hỏng nhá. 97 triệu. Chót rồi nhìn anh nhỉ? 824 là chót. Chót không vẫn thua con đầu máy 551 chứ. Không cần đâu mà. Không cần đâu đây. Đóng tim tái này dành các dân chơi đây. Lườn nóc này cho mọi người đang quay cho con cái nóc à. Tay to chờ nay bao giờ. Con thì bây giờ lắp coi như tặng hai cái giỏ này. Tặng hai giỏ. Mua một đôi gym luôn nhá. Một con là 160 triệu, một con kia là qua là 91 triệu. Là một anh lấy hai chứ mà sợ quá các anh em dân chơi Hải Phòng là không lòng vòng. Riêng Hải Phòng là Hải Phòng nhiều tiền lắm, anh em Hải Phòng nhiều tiền lắm. Con đuôi 51 này là con 49 triệu chưa người cọc nhá. Anh con ơi, này anh 97 triệu là chưa ai cọc nhá, có ai đại ca nào quan tâm con này. Anh Năm Bùi anh đang bảo là 93 triệu được không anh? Ôi ôi dìm thái mà mẹ rát họng, 3 triệu ít quá. Anh Năm Bùi ơi, không mệt lắm. Thật ra là anh biết là để nói là để vào cả con tâm huyết cả chất xám mới ra được, anh biết là đầu tiên đọc 104 đây, anh biết là anh cậu 104 đấy. Đây đầu tiên 104 đấy, cặp kênh vần như quay như trong chóng đấy. Em mua giả từ 80 mặt đất giả lên đấy, quay như trong chóng hớp đầu tiên chủ xe đòi 104 đấy, không đơn giản đâu. Đây là chỉ có hớp không thôi. 7 triệu nhá, 97 triệu. 97 triệu nha anh Năm Bùi nhá. Xe xong như nhỉ, con này của khách anh ơi. Chưa xong đang. Ừ, em ra đây mua luôn. Đang đổ. À, ông em click đâu nhỉ? Đây. Click đâu? Chị cài. Xin lỗi ông em là nó hơi lẩn thẩn đi. Con này của em là em cứ để góc kia. Ừ, chắc là biết anh rồi đúng không? Vâng. Ok, em biết anh quan ai. Ừ. Ok, em ngoảnh em chào các anh trên này á. Vâng. Chào các anh trên này. Chào các đại ca trên này á. Vâng. Em tên gì nhỉ? Em tên Tĩnh ạ. Ờ, Tĩnh ở đâu qua đấy? Em ở Hoàng Mai. Ừ, ok. Cảm ơn em nhé. Ok. Em đây là con Click Play biển 99. Rồi, con này của vợ em mà. Ừ, của vợ em. Trước em mua lại cho vợ đi làm mà. Ừ, em ra bao nhiêu? Dạ. Ra bao nhiêu? Dạ. Em bán bao nhiêu? Đang bán 9 triệu rồi. Ôi trời. Không bán rồi. Dạ. Lùi sâu sâu nữa không? Lùi sâu nữa đi. Sâu được 8 không anh? Không. 9. Giải quyết đây để anh gửi em 4 triệu. 4 triệu đúng rồi. Em nhìn đi xem em đi. Gọi em cho này. Ừ gọi đi. Ở đây anh kia anh giả 4 triệu thế thôi. Click play. Đây em ơi, em nhìn lại xe của em. Nói chung là thôi có. Máy được thôi, nó bình thường. Cảm ơn nghìn hai trong người đang xem nhá. Lát nữa mình còn vào kia có một số xe trong kia.
Ở lại tiếp tục một số xe có biển 90 bán rồi đúng không? Bên Thái biển 90. 4 triệu rồi. Ừ, 90 bán rồi. Em bảo em ra lấy mic đi, xong nhất trí thì bán thì mình mua. Hết khẩn trương. Anh em bán xe 4 triệu vẫn phải gọi điện cho thoại cho người thân. Ok, em dồn lên mấy cái xe này vào. Chưa. Xe kia dồn vào. Có con dìm lùn đi nhá, các sếp nào mà tí quan tâm anh em đang có cơ kéo trẻ trong kia. Đây này, ông cũng quay cho con dìm lùn đúng không? Ông quay con dìm lùn này, con này hôm trước mình có live đẹp lắm. Anh em chủ xe giờ là nâng đờ lên dìm cao. Đây này, ông quay con đầu bò đẹp lắm, nhìn trông được. Đấy, rắn xe rồi. Đấy, ra côn ra điện, vẫn sơn zin nhé của Thái á, zin luôn của Thái. Ngày xưa vẫn còn. Ông có thể quay vòng không? Đấy. Xong chưa em ơi, con zin luôn mua xong chưa? Vào giá mua bao tiền đấy để bán luôn cho anh nhé. Giá like mình 12 triệu rồi. Trước là like 12 triệu gì? Ok, máy ngon lắm, lấy chìa khóa. Hai cái giỏ xịn nhé. Lấy cho anh cái chìa khóa nhanh, cả chứ. Con này trước mình bán lại 12 triệu nhá, mới bán cho anh em đặt cọc. Mua rồi nhưng cái là vừa rồi anh em lại muốn nâng một con dim đặt cọc con dim cao. Con này mình bán ra 12 triệu nhá. Máy ngon. Đây đẹp, ông quay một vòng lại một lần nữa cho con. Xong chưa bán cho em? Bán con này. À ừ. Trời. Bao nhiêu thì bán? 7 triệu lên rồi bán. Đấy. Rồi, xin ngủ máy. Số. Từ. Rồi. Máy nổ xinh xinh ra đây những khúc. Thôi trước bán 12 triệu bây giờ thôi giải quyết này xuống giá 500 bán 11 triệu 500 con này nhá. Các đại ca nào quan tâm con zin Thái này, Thái đồ zin đét đấy. Nó là đồ zin sơn zin. Đồ zin, chế chủng cái đồ là nó zin đét luôn. 11 triệu 500. Xe này đi 5, 7, 10 năm không hỏng đâu. Đi nói chung là xe làm xe ăn. Thái lùn. Thái chất. Em ơi, con này bị sai rồi, em bị nhầm giá rồi. 7 triệu không bán được đâu, con em biển 99. Anh trả 4 triệu cũng lắm, anh trả thêm 1 triệu nữa là 5 triệu. Em có bán không? Ừ, thể đi nhá, ok. Ok, anh cảm ơn em nhá. Ừ, cũng xin lỗi em là cũng chờ anh hơi lâu. Thì review rồi nó làm phán mấy con này nó hơi căng. Nãy anh nghỉ rảnh rỗi đúng không? Ừ. Ừ. Thế đổi theo gì anh đổi cho? Chiều ra xem à? Hay là đổi luôn đi anh đổi cho? Đổi luôn vào đây chị đổi cho. Thì bây giờ đó anh bảo anh nâng lên tí. Em muốn lấy xe gì? Quan trọng là ok, giải quyết ông anh con này con SH cà phê. Anh em nào? Ra đây nào. Ừ, không anh cũng lại đưa cho anh mượn chìa khóa. Như là em cân đối ấy. Bất cứ mua từ sáng giờ đến chả thấy bán, trong nhà còn bao xe không bán. Chết giờ chiều nay phải làm một video riêng để bán. Ở đây khu vực chợ xe máy rất là nhộn nhịp, lúc nào nó nhộn nhịp. Mình không phải bây giờ nhộn nhịp đâu mà mình mười mấy năm về trước vẫn thế, nó vẫn đông khách như thế. Nhiều lúc mình bảo mình một mình mua ngày mua vài chục cái mà. Thế nên mình nói như là bài là học bài nó học thuộc lòng hết rồi. Cứ mua thôi còn bán thì quan trọng gì đâu. Quan trọng là đầu vào nó chuẩn, là đầu ra nó không phải nghĩ một cái gì cả. Thế tại sao những xe mình mua mình không có lo gì? Cà phê SH màu cà phê 150. Đầu máy 164. Ok anh ra bao nhiêu? Dũng ơi. 90. Xin phép anh cài mic. Không, 90 không được đâu. Không, anh nói thôi. Em cài đi. Anh nói là không quay mic của anh. Không quay mặt. 90 không ra đâu. Cái này zin mà anh. À, zin. À, con này nó có nàn nước gì đâu, zin luôn mà. Vâng, xe gì xe của anh xe được. Lốp láp thay hết rồi. Lốp. Con này anh mua lại lâu chưa? Đi ít lắm, mua trước mua 115 triệu ấy. Đúng, ngày xưa mua con này đắt mà. Mua Tuấn Anh ngoài này đây. Ừ. Ai mua anh Tuấn Anh à?
em có cả giấy tờ này. À rồi rồi, mua mua cái này. Ờ, ông đừng quay bạn ấy. Xa đấy. Tầm 70 được không? Không được. Đấy em muốn đổi cho nó khác mà. Thôi không sao, đổi thì tính sau, nhưng phải vào giá con này đã. Này mất mất vỏ yên này. Ủa, mất vỏ yên. Mất vỏ yên. Không, con này cũng là xe chất, không phải là xe gì, nó là xe vuông xe. Bởi vì thường thường bọn này nó chỉ 5-6 chục thôi. Con này xe nó đẹp thì mình mua 70. Có được không? Hòm hòm thế để anh em vào vào việc. Không đổi. À, đây. Đây bán thế này cũng là nỗ rồi, nhưng mà bán thế sâu quá. Thôi anh em thủ tục cho nhanh, anh em ra khoảng bao nhiêu? Trong đầu là dư định là ra khoảng bao nhiêu? Cảm ơn 1.200 người đang xem nhé, anh em để chia sẻ vào cho này, trên này. Đấy, 9 chục anh. À, 90. 90 không bán được, dưới nữa thì giá đấy không bán được đâu. Đấy là ra Nhung cho anh. Là người trực tiếp chụp ảnh cho các sếp để con xe 90 triệu nhé. Đấy Nhung, các em là tiếp tục inbox các đại ca. Rất là cẩn thận, tính cẩn thận, em cứ phải quay thật cẩn thận cho anh. Nói chung là mình mua thì nó là rất là đơn giản về cái nghề của mình, nó quen cái cảnh này rồi. Con này xe nó cũng vuông. Thế nào loại? Lắp được kia? Gọi thế bán luôn được mấy phút. À này, công chứng đất đấy, ông này, ông làng nhằng. Thôi nói chung là nó... Anh xác định là... dưới 80 không, anh em mình vào việc mà không được thôi, không phải làm nhiều. Vì em nói sát giá là tại vì cũng đi một hai chỗ rồi, cho nên là các bác mua được thì em để cho, tại vì em biết anh ai giả anh giá bao nhiêu rồi. Dạ ông không. quay con thì quay anh không, quay. Ông quay con này, ông quay mặt con. Ai không, không nói giá thì bây giờ không, các anh cứ mua ở các anh thôi, khi là anh mua được bao nhiêu thì mua cho em. Em cứ trả anh 7 số. Không phải. Tầm khoảng 72, 75 được không? Em nỗ nhiều rồi. Chúc mua bao nhiêu? Em bớt. Để trong giấy tờ 115 triệu. 115 triệu mua 5 năm nay rồi. Đấy đâu 5 năm nay. Mua rồi. Mà xe này vợ em đi có đi đâu. 110 mấy triệu mua, anh mua 5 năm nay rồi. Đây giấy tờ ấy rồi. Xấu không? 102 triệu. Đâu, 115 đây, triệu. Đây, mua 102 triệu đây. Đặt, đặt anh ạ. 102 triệu đồng. Đặt à, không kệ chứ, anh nói là việc anh nói, em mua được em mua. Người ta ghi thì mày ghi. Biết năm nào, anh biết em mua năm nào đây. Đây em xem. Mùa 29 rồi giời ơi, xót xa gì. 29 thì có đi đâu. Mua từ năm 2019, 102 triệu, 129 các sếp ạ. À. Nhiều lúc mà Lan vẫn như ngày xưa. Lan vẫn như ngày xưa, Lan ơi. Nhiều lúc anh em, nhiều lúc lòng mà tộc cây. Mua 2019, mua 102 triệu, bây giờ xác định bà lỗ 32 triệu là đúng rồi. Nói vui thôi, em like, em mua cho anh, nhưng con xe này nó, giá cả nó là quá là quốc tế rồi. Thế nào anh sao? Không được anh ạ, thế thôi ạ. Bao nhiêu thấp nhất là bao nhiêu anh bán? Để em ấy ạ, bớt cho anh 2 triệu. Đúng lê, con Jim lùn đầu bò thì chạm nhẹ rồi nhá, nhưng mà đầu bò vẫn đẹp nhá, đẹp lắm, cãi nhau luôn. Nguyễn Tiến nhá, Jim lùn ấy. 11 triệu 500 nhá. Không xong đúng không? Thôi bây giờ anh chốt đây, em like anh em cho nhanh để thủ tục làm việc khác. Khoảng bao nhiêu anh nha? 88 triệu bớt cho anh 2 triệu. Không được nữa, dưới 80 không được đúng không? Không được. Thế thôi ok, anh vâng, em mình okay. Cảm ơn anh nhá. Ok, em xin phép mình. Cũng là 7 mấy triệu không trôi nữa là thôi. Ok nhá, anh nhá, ở bên anh nhá. Rồi. Gồm lại hết rồi. Em mua cho anh, ông quay cái này cho anh em cho thoải mái nhá. Em mua cho anh con này, xe của anh cũng được, vuông. Em mua cho anh 75 triệu. Đấy chưa? Mua rất là tác phong nhanh. Bất cứ lúc nào anh đến đây, Welcome to Hoàng Kiên Motorbike, lúc nào cũng đón tiếp quý khách. Ok anh, cảm ơn. Nào anh nhất trí ra đây, kế toán em gửi cho anh 75 triệu. Xe cũng ngon đấy, nhưng mà giá cả nó phải là hợp tình hợp lý. Ôi rồi anh làm nhảm, anh nói đấy, anh cài cho anh cho làm nói đấy, anh cứ làm nhảm. Đấy. Đây đấy, đây, đây là giáo sư Vũ Kiêu nhá. Giáo sư Vũ Kiêu chào 1.200 người đang xem. Thôi lại tắt điện thoại cái gì.
giáo sư Vũ Kiêu, cái cạch con này thì hàng nó là hàng mông má rồi nhá. Cạch máy ngon nhá. Năm sản xuất năm nào đấy? Ông quay vòng cho con à? Sản xuất thì chắc là 2007. Nên đăng ký được 2022 rồi. Lâu rồi nhá. Được cái đăng ký 2022. Con này mông má gom tỉa thôi. Mông nhưng mà dễ bán em. Con này trông thì mẫu má đồ làn thì sạch sẽ. Là sạch sẽ thôi. 2007 đúng không? Chắc 2007 hay là đầu máy 07 không? Giáo sư Vũ Kiêu này là anh em cũng là kết hợp với nhau. Đấy, bây giờ 60 thì con mua được 3 con này, người ta chỉ có 20 triệu chứ bán con này người ta được cái gì đâu. Đúng không? Đâu các mẹ có cái chìa khóa đây, đây, mất rồi. Đây. Nó dễ lựa chọn chứ. Lượn nóc nó có con, ôi giời ông quét xi măng. Có cái bên đây anh mua nó thế anh quét đâu chú. Đây. Ôi giời ơi, nó mối mọt rồi. Chìa khóa sau vẫn còn xịn đây này. Ôi giời ơi, đây. Thì nó ra là nó làm. Đây đắp ma tít thì dày bích này. Không mà nó làm lại đẹp hết. Nhiều lúc đời nó nát. Không ma tít mà nó sơn tỉa. Nó vỡ nó khổ. Cảnh nghèo nhà nghèo không có tiền. Gì hết rồi. Người ta sơn tỉa nó dọn lại. Nhìn trong này không được rồi. Tâm xe này các sếp này mua về cảnh nói chung là người không có tiền nghĩ cũng khổ. Cái tầm tiền bán được ngon gì nữa. Chúng bán 20. Đồng phim này đây, máy vẫn ngon. Máy ngon mà chạy nó lành. Chứ bọn nó giật nó bán tàn hơn 30 chứ. Cảnh không gom kiểu ối trời ơi này. Ai gom tàn trợ xe được. Chất. Dọn dẹp bông má thôi, cứ giải quyết thôi, để cho 13 triệu. Cảnh ấy không có tiền thì thôi thì đành phải chấp nhận. Lỗ lặng luôn. Dương là cái đại 16 cả. Ôi, xe là xấu. Thế con này không khoái lắm. Đúng rồi. Đại 16. Ôi nói vui em gửi anh 15 triệu. Đại 16 ấy không bán thật. Anh không nói sai. Bán thôi. Bán em 16 rưỡi là hết. Không. Bán 16 rưỡi là bán tháo vốn. Không. Không thật, để cho em bán em. Em mông lại hết mà, con này mông lại con, hết. Con, em máy nó ngon. Em mà máy ngon mà xe như này, em bán cho người ít tiền. Cảnh nhà nghèo nó cũng khổ anh em ạ. Em bán cảnh giàu. Đang mua xe, bán xe toàn 100 triệu, 200 triệu, bây giờ mua con ngon. Giàu thì người ta mua cái xe 60-70, chứ người ta bây giờ cái xe như tầm này em. Cảnh không có tiền, khổ. Mười mấy triệu mua đâu được. Xe ngon mà. Úi giời đấy, máy. Không, máy ngon chứ. Nó hơi tí cam thôi. Hơi nó vô côn. Ừ, cái đấy căn chỉnh lại đi. Anh bán cho 15 triệu. Không. Giá 16 thật. Em tự một tí con này thôi. Đây có mặt trên line anh giá 16 không bán em 16 rưỡi. Là anh bán tháo rồi thôi. Bán em 10. Chứ là em bán cho người ta cho khách ít tiền. Đúng không? Tiền nào có vậy. Anh em giải quyết cho mấy em đi xây đi làm ăn thôi. Chứ xe này thì thôi. Xe này ngon em thì. Không được cái máy được. Máy ngon bằng quay tàu. Bây giờ cái quay cá, quay ăn pha rồi nó còn mười mấy triệu. Đây Dream. Chạy ngon lắm em, chạy em cồn keo ngon lắm. Bốc phết nhỉ. Ô bốc lắm. Nổ êm như xe gym luôn nhá. Máy nổ ngon như xe gym luôn. Chất đi. Ôi em gửi anh 15 rưỡi. Không. Em mua cho nhanh. Nổ 16 triệu. Con này anh bảo em mấy lần em không mua, thích trên line em mua thôi. Nhưng mà giá 16 thì không bán. Thề anh. Em bán à, bán con này à? À lên giá em. 16 rưỡi, 16 rưỡi. Mày lấy cửa hàng. Bán... Lỗ. Rồi cái đấy rồi. Đâu rồi nhỉ? Rồi mới nhỉ? Không. Còn đâu? À đây, nó nằm trên này. Đã tưởng cái. Thôi, nói chung là anh em nó chót lên like rồi, bán là mua 16 triệu. Không, anh bán 16 triệu không lấy mình ạ. Không, không bán. Nó chót lên like. Không, là không bán thật. Không bán thôi. Ừ, anh danh dự luôn. Danh dự không bán thôi. Nói chung nó nát rồi. Nát thì cái giá này em có 60 triệu đâu. Bây giờ em... Lỗ. Nó nát rồi. Mà này bao tiền đấy? Đây giá này. Ừ, bán lại, ừ thế anh em chèo lại. Lại dễ bán lắm. Ôi, giáo sư Vũ Kiêu chào các đại ca, nhiều lúc con đếch gặp nhau thì đành phải chịu. Không phải muốn bán em thật nữa. Chào đại ca, con này còn 500 nữa thôi nhá. Còn 500 nữa thôi. Bán mà kêu anh về, đăng ký là anh bán mà. Bán. Cảm ơn 1.100 người đang xem nhá. Giáo sư. Bán hòa sau 16 rưỡi là không có nghìn đâu mà. Bán... Anh mang xuống 10 con bán cả 10. 10 con bán cả 10 nhưng con này nó nát rồi. Nát thì em mà cái giá tiền như thế em chạy ngon em chạy được. Nó vừa tiền. Thôi 16-2 em mua, cố mua cho anh 16-2 mẹ. Rồi bây giờ mẹ. Cuộc sống nó không như là mơ mẹ. Anh phải thôi. Không. Thật ra ai muốn thương hiệu, ai muốn hoành tráng nhưng mà tiền nó ít thì phải chấp nhận ăn loại vừa vừa thôi. Đấy. Bán 16 rưỡi không lấy nghìn lại. Bán cho em 16-2. Đây là con tiền lại mà không có nghìn lại không? Bán này dễ bán mà. Ừ, đúng không ạ? Tao cứ cái tay cho đưa chìa khóa. Ok, bắt này, bắt tay trong nó có cái gai. Ông đưa chìa khóa trong cái tay mình. Chìa khóa xin được
sau. Hỏi đáp xem. Em muốn mua được. Ok. Vậy được cái máy nó ngon, nó ưng em mua. Chạy chắc chắn. Team Việt của nó em nó sản xuất năm 2007. Đây đâu? Đâu 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 máy. Các sếp nhá. Sếp nào quan tâm thì cộng cái này 2 cổ. Đấy. Đấy. Mạnh mạnh. Không biết là 2 triệu nhá. Ok. Cảm ơn 1.200 anh trong người đang xem. Ok anh vào bên giấy bán đi. 16.3 rồi nhá, cộng 2 triệu. Con này dành cho người lười nhá. Xe này dành cho anh em lười. Nói chung là xe giật dọn lên rồi chỉ việc đi thôi, không phải mông má rồi vất vả gì cả. Bây giờ thì mình sống như mình lười lắm. Đã tóm lại ông chỉ có ông thì hưởng thôi, chứ còn nằm ăn hưởng thôi chứ. Nếu mà nói mà bới đất lật cỏ thì mệt lắm. Cái dòng này mua con nát về mông má chết. Nhưng mà này được cái thôi nó ngon vừa vừa hay phải. Mấy lần? 7 triệu. Con tim này là mua là 90 triệu nhá, cộng 7 triệu con tim nhá. Đấy các đại ca này vẫn cứ ngó này. Đấy, sếp. Sếp xem nào. Ông anh xem nào, con này được không? Ông anh ngó nghiêng nào. Không quan trọng gì đâu, dòng xe này rim thái thì nó hàng rim đẹp này, nó hàng quý hiếm. Thật ra nó đắt đắt tiền. Thế mời mọi người vào trong này nhá, mình mới dung anh mới dung vào này. Ừ, tao nói nhanh. Rim 790 90 triệu gì? 90 triệu. Ừ rồi ok, photo này. Photo rồi đây. 94 208. Ừ. Ông có thể quay lại con rim, con rim này uống dung nước. Đây ok. Con rim lùn ấy. Con rim lùn này 11.800.000. Anh kia anh có cộng có 1.300.000 con này thôi đấy anh em ạ. Ông quay lại cho con quay nhá. 16.3 anh kêu nhá. 16.3. Ông quay lại cho con. Cái này, cái này, cái này. Con này có 11.800.000. Chiếc Dream biển 31132, cái sau này con này 123 nhỉ? N5. Con này trước mới bán 12 triệu, bây giờ bán lại 11,5 nhá. Xe này ai đi ăn làm ăn 10 năm không hỏng đâu. 11,5 anh. Ừ ok. Đấy, 11.500.000. Con xe mua là con xe 160 triệu là cọc rồi nhá. Con biển Y này, con biển Y mới về này. Đã cọc luôn này. Y mới về này. Anh em mình mới dùng lại like trong này một tí. Đấy, em sẽ quay ra con này cho ông quay nhá. Thôi cứ ngó thôi, không quay đâu, quay lướt em đọc có biển đấy mày. Em đọc biển em đưa lụng lụng gì. Đọc biển báo. Biển số là 29Y101581. Đó đi Việt Nam nhá. 29Y101581. Con này mình bán 50 triệu nhá, 2011. 50 triệu là xứng đáng đầu tiên. Đây. Con Way nhỏ này. Khu vực này là mình rất là nhiều cái dòng đây, Jim Way cái thứ rất nhiều nhá. Đây những chiếc xe sâu những chiếc xe cọc rồi. Đấy. Đấy con Future Neo đầu lai là mình vẫn thấy chưa thấy cọc. Chưa thấy cọc. Xe này là trong này là rất nhiều xe. Con Jim trong này là con Jim chạy 3000 cây phải lắc bớt xe này, bảo Đức lại con xe hơn 300 triệu để xước xe phát chết. Xe hay bao giờ? Yếm okay. Chưa lấy. Học chiến. Đấy. Con này là 360 triệu nha anh em nhá. Tiếp theo là nhìn mấy con này. Đây là Jim 82 nhá, mình với Dung sẽ là người trực tiếp like dòng xe Jim 82 để các sếp đó. Rất nhiều. Rất nhiều. Em tiếp tục đi. Chiếc xe đỏ rim này là biển 20G10. Ông quay cái đuôi của nó. 08. Ông đừng quay gần cái đuôi, ông quay từ xa này, ông quay xa đấy, cái xa cái tay của ông đấy. Ra đấy thì mọi người sẽ nhìn đấy. 20G1 này, 08382, con này biển đẹp. Xe. Chờ đi em. Xe hình đẹp luôn, máy đẹp, hình đẹp. 20G1. Không có trên này. 08382. Có không anh? 20 giờ chắc gần 12 giờ bảo Đức vào thay cho ông ấy. Nóng, bật cái quạt để vào bật cái quạt. 20G1 sao con này mình không thấy có 20 giờ. À đây rồi. Con này 49 triệu. Con Way này thì là khách vừa đặt cọc rồi đây. Tiếp theo con vừa đặt cọc rồi anh ạ, xe khách của Quỳnh. Con Dream này là biển số 29V305589. 05589. 26.500 nhá, 2012 nhá. Tiếp theo, chiếc 29M137814. Con này mình mua là 54 triệu cộng 3 triệu nhá, 57 triệu. Tiếp theo, chiếc Dream biển 98B371749. Con này mình mua 495 này cộng 4 triệu nhá, đấy 2013. Trong kia có hai con dỡ cọc. Ờ, con kia. Những con kia thì đã có cọc rồi. Ờ, đây. Hai con này dỡ cọc, ông Tuân bảo. Dream Việt Nam biển 29N151472. 18 triệu nhá. Đăng ký lại không ai.
Đây nó là gym Việt. Gym Việt. Gym Việt đời 2011. À đời 2001. Đời 2. Tiếp theo biển 29D1 27867. Con này là 26.500 nhá, 2012. Tiếp theo. Gym Việt vào Càng Thái. Đấy con Fisherneo này mua là 36 triệu rồi nhá. 36 triệu đầu lai, ở đầu lai mình có mua con xe này trực tiếp mua của bác già, bác cái chính chủ, bác cái lớn tuổi, mình mua xe đời 2006 nhưng mình mua 36 triệu cộng 3 triệu rưỡi con này nhá. 39.500. Đấy không phải 10. Số 30L7 4740. Vào nhanh, vào đây để con này là quét con thật nhanh. Thời gian là vàng các sếp. Ok, đó đi 110 nha anh em nhá. 16.500 nhá. Tất cả những xe 110 là bán 16.500 hết. Đấy. Tiếp theo con này. Tiếp theo biển 30N46641. Đó đi. Con này là bán là 50 triệu nhá. 2010. Xuất sắc. Biển 88L109643. 55 triệu nhá. Xuất sắc anh em ạ. 2013. À, biển 29L22132 2000. Rim 2000. 21 triệu nhá. Đời 2000. Đấy. Rim biển 89K104827. Con này là 8.000 cây nhá, mình bán 54 triệu nhá. Đấy, 54 triệu. Tiếp theo Rim biển 29N108642. 42 triệu nhá, lốp còn zin. Tiếp theo Rim biển 29K75154. 19 triệu nhá. Con này 2.000 máy zin đấy, máy nguyên. Đấy, anh em 43 này. 43K28139. 17 triệu 500 nhá, đời 98. Mười mấy triệu? 82. Con 82 này. Em bán 82. 82 biển 29H43887. Con này con đẹp đẹp bán rồi anh. Con này 27 triệu nhá. 8298, đời cốp nổi đấy, bán ra 27 triệu này. Xe đẹp mà. Xe đẹp này. 27 triệu nhá. Máy zin nhá. Máy zin xe đẹp. 27. Máy zin. Tiếp theo Dream biển à. Máy 82 đi. Máy 82. À đấy, đấy mấy con 82 này. À, con 82 là biển 29K41447. Đây, em nhìn. 35 triệu nhá. Đời 599, 8289. À, 82 biển 35B293123. Con này 59 triệu nhá. Con này xuất sắc của anh Hưng đúng không anh? Hưng mua 52 triệu à. Đấy. Thôi bớt triệu, bán 58 triệu. 58 triệu nhá. À, con này là biển 29H68882. Con này quay kỹ cho con này có anh em có xem kỹ cần phải quay kỹ con này nhé. 28 đẹp. Triệu 500 nhá. Biển 8298. Con này máy chạm rồi nhá. Các xếp nhá. Con này máy chạm. Đấy. 28 triệu rưỡi 8298. Đấy, 82 cũng nổi. Đồ đẹp này. 8298 70. Đồ nó sáng rồi, con này cũng đã dọn rồi. Hôm đầu mua về bình thường, bây giờ mình về mình dọn lên nhìn nó lành. Dọn lên pháp khác ngay anh em ạ. Thôi tiếp tục ra dòng xe gym. À con 82 kia đi. Còn con 82 mới về kia. Đấy đấy. Chiếc 82 này là biển số 29K14203. 29K14203. 32 triệu nhá. 82 8299. Hơi 70, cốp nổi. Chất lượng đảm bảo nhá. Ồ, quá đẹp. Còn con biển Dream đây anh ơi. Đây, Dream biển P. Con Dream này chưa báo giá anh. Dream biển 88F130574 đây anh ơi. 88F130574. Con này đắt lắm nhá, con này 76 triệu nhá. Con này trực tiếp hôm ấy Huy là người Dung là người đi mua, 3.000 cây nhá. Con này 3.000 cây. Con này về thay tem. Tiếp theo con Dream này. Biển 29P191475. T1 đúng không? P phở. 43 triệu nhá. Có like tất cả những xe mình like, mỗi xe mình cộng mấy triệu thôi. Anh em cứ tiền nào của đấy hết, tất cả những xe mình nhập vào là có giá của nó hết rồi. Mình đã thẩm định rất là kỹ rồi, không mua luôn côm đâu. Tiếp theo này. À, biển 29V3 42. 26.500 nhá. Đầy đủ phụ kiện đi thì kèm. À đâu? Con này 29V3, con này 58 triệu nhá. Tí rất là nhầm chết. Con này là biển 29C117101. Đẹp rồi. 55 triệu nhá, con này hôm mua 50 triệu rồi. Ai à. Hay xem dòng gì đây. Tiếp theo. Không quên là những chiếc xe quay mà 3.000 cây. 34 triệu nhá. 134 triệu. Tiếp tục con quay 3.000 cây. Ông quay Thái, ông quay, ông đứng đây, ông quay mặt. Quay Thái 110 biển số 29E1
7 9 2 3 2. Con này 21.500.000 nhá. Đấy là anh Kiên đã quay thái 110 đã hạ rồi đấy. Quay thái 110 tiếp theo. Tiếp theo chiếc phiêu trò nha anh em nhá. Phiêu trò em là phiêu trò đi nhanh. Đấy, phiêu trò biển 29H236361 36361 355 nhá. Vâng không? 29B141902 29B141902 20 triệu nhá. Nhanh. Tiếp theo 23D12 26 triệu 045. Tiếp theo. Ôi hơi hơi ông ơi chập chập đấy. 29B135916 19.500.000 nhá. Tiếp theo biết 22 triệu con này nhá. 22 triệu biển 28. Tiếp theo con này 17.5 nhá. 29T5 3996. Tiếp tục phiêu trò trong nhà. Đây em con này là 17 triệu nhá. Biển số em đâu biển số? Biển số là 29T70238. Rồi con này tiếp. Con này biển 29Y5 22517. Con này 13 triệu nhá. Con này 29H146054. 16.500.000 nhá con này. BC 32 triệu nhá. 32 triệu. Tiếp tục SH1. SH1 biển 29L534402. 29L534402 con này 56.500.000 và. 58 triệu, mua 56.500.000 nhá. Ok, sorry. 58 triệu 500. SH1 này mấy SH này qua rồi thì có lại rồi nên SH này nhá. SH1 29S6S187361 màu đỏ. 58.500.000 nhá. 2019. Thôi bây giờ hai anh em mình lên tầng 5 đi. Quất đốt tầng 5 xong về. Ok. Thì mời anh em lên tầng 5 nhá. Nhiều anh em anh hỏi anh xem có đã cọc ai gì chưa? Chưa chưa nay mới đến luôn. Ừ anh em báo giá trên like đấy. Xem like nhiều. Ừ. Ok, cảm ơn ông anh nhá. Xem em nhá. Có biết Kiên không? Dạ em có biết sơ qua. À sơ qua. Thì là em cũng thằng gọi là bám vỉa hè lên không mình xem anh cứ khiêm tốn giờ chắc cũng đam mê gym đúng không? Vâng em cũng gọi là có chút về thích đúng không? Thích đam mê. Anh tên gì á? Em á. Em là gọi tên em dân tình nó gọi nhiều tên lắm. Tên anh ở đâu? Em ở tận Hà Tĩnh cơ. Hà Tĩnh ra đây cũng xem cái đường like của anh em qua ra tận đây. Thế thì Hoa phải bố trí giảm giá nhiệt tình như mỗi con giảm triệu. Đấy báo giá trên like lùi triệu. Anh em Hà Tĩnh thì quý hóa lắm. Mình vẫn những bài hát của mình vẫn cứ đi về quê hương gọi là đó sông đó. Sông Lam núi Hồng. Rất là hay nhỉ, rất nhiều nghệ sĩ. Xem đi xong rồi báo giá thì anh có thể báo giá trên like đấy. Thì trên ấn lên trên đấy thì lùi cho anh 1 triệu. Đây nhá, anh em tiếp tục like trên này. Đấy anh em rất là khiêm tốn bám về hè nhưng mà lại không bám về hè đâu. Anh ơi, con quay thái 22 triệu kia anh ấy đang hỏi là con đấy rất đầu bò chưa? Nhà giàu mới đi xe gym nhá, mới đi xe quay. À con đấy là chạm rồi nhá. Anh ơi, hai xe đang về này. Hai chiếc xe của Việt Vườn Lan Việt Dung đang về nhá, đang về tới hôn trường. Để nguyên đấy, em dắt ở nguyên đấy nào. Để nguyên đấy, bảo Đức để đấy đâu vòng đấy. Dắt đấy. Đây. Đâu đây ông vào đây nào, đâu nào con ai mà vừa về nhá. Việt đâu ra anh hỏi qua tí nào Việt, để xe đấy nào. Đây. Đấy con này là mình bắt từ tận Nhân Lồng Hưng Yên nhá. Đấy, trực tiếp một con bán tải là để đi cẩu về đấy, chính chủ đấy. Việt đâu ra anh phỏng vấn nhá, mua con xe nữa đâu? Một chiếc mà. Có một chiếc à? Một chiếc. Ok, xe này Việt mua chính chủ đúng không? Ừ, chính chủ luôn. Đây là ông chủ của Vườn Lan Việt Dung nhá, chào anh em nhé. Đây là Việt. Chào 5.000 anh em nhá. Việt là em ngày xưa thì em vẫn là vừa buôn lan vừa buôn xe nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn tên là Việt. Em xin chào tất cả anh em. Đó một quá trình chuyển từ công tác từ việc nọ sang việc kia thì vẫn tên là Việt, không gì thay đổi. Em vừa mua con xe này ở bên Hưng Yên về mua chính chủ là 2 chìa khóa đầy đủ và mới có 10.000 km thôi, xe còn rất mới. Biết là em rể mình nhá, lấy Dung. Giấy tờ là mình đăng ký chính chủ là Việt, chính chủ đúng không? Chính chủ luôn, không thiếu một cái gì cả luôn. Anh em cũng hò hẹn cũng lâu rồi đấy, cũng qua đường live anh em cảm ơn Nguyễn Đức Thành nhá. Nguyễn Đức Thành bán ở đây là tên là Đặng An là Đặng là chị gái, có giấy ủy quyền đây, có giấy bán của
Đặng Thị An. Thế nhưng mà hôm nay là Đặng Thị An đi vắng nên là để cho em ở nhà là Nguyễn Đặng Nguyễn Thành thì vẫn phải để cho giao dịch với trực tiếp với Nguyễn Trần Nguyễn Đức Thành này. Nhưng mà thế em có số điện thoại An rồi. Đầy đủ luôn, có hết luôn. Ừ, em cầm lấy thôi. Xe này em nói sản xuất tháng 10 năm 2021 nhá. Ông có thể quay vòng cho con. Này, gọi Đức quay cho. Đỡ cho ông đi. Gọi Đức đâu? Nó quay cho. Đây con xe này là cũng rồi giờ, ôi xe giờ nó khan hiếm rồi, đi tận Hưng Yên mới bắt được mỗi chiếc này. Vất vả quá này. Anh em. Hôm nay chở Hải Phòng à? À đi Hải Phòng chở hai xe cho hai anh à? Hai xe cho một anh. Hai xe cho anh nhỉ? Xe này 1 vạn cây nhá. Con này mình mua hợp lý, em nói sản xuất 2021. Con này là Việt mua là 33 triệu. 33 triệu đúng không? Việt mua là 33 triệu nhá, bây giờ mới có ngày 50 cơ. Đấy thấy nó rẻ được 1-2 triệu thì cố đi mà mua, xe xôi đây. Đánh cả cái chiến ô tô to đùng rồi đi Hải Dương Hải. Hưng Yên mua được này, ngoài quá này đến thì mua. Cứ như kiểu là buôn lan, buôn vàng cái đấy mua mỗi xe máy. Đấy. Thế cũng là chi phí các thứ rồi thì anh em ai có nhà ý mà thích con này nhá. Mình mua 33 triệu rồi, vì cũng tiền xăng, tiền dầu, tiền bến, tiền bãi, tiền công cán anh em đi lại. Thì chắc về nhà mình chắc phải vào tầm cũng phải tầm 34 rưỡi. 34 rưỡi nhá, về thành thân về nhà đấy. Hiện tại đỗ tại Nam Hà Chùa Hà là 345. Thế các đại ca nào có sếp nào có quan tâm thì giải quyết con này cộng 3 triệu nhá. 345 cộng 3 triệu nhá, không phải mua 33 triệu đâu. Đó, câu chuyện nó là thực tế. Mà mình thì thôi cứ thật thà cho nó dễ sống. Xe chính chủ nhá, Việt là người trực tiếp mua xe đi 1 vạn cây. Con này nó có một cái điểm yếu này, lỗi này. Có cái tem này, cái bong này. Biết nó xước chỗ nào, nãy giờ báo xước chỗ nào không nhỉ? Nó không xước đây. Chỗ này là kỳ một tí chỗ này này. Kỳ tí chỗ này có thể là lau đi là hết. Này đầu tư khoảng 200 nghìn thôi. Cái này không xong. Sao đâu. Máy chất, xe chính chủ. Ok, Việt vào bàn giao cho kế toán đi. Ok. 345 cộng 3 triệu rưỡi nhá. Accept nhá. Rồi, ok, xong. 39 triệu, 39 triệu tiếp tục đi sang bên okay. tầng 5, tầng này hơi nóng nhỉ. À không thì mình like 50cc anh em hỏi, em thấy hơi nhiều quay nhiều. Anh like rồi. Thế lên tầng 5 đi, tầng 5 có quạt mà. Có quạt nó sợ nóng. Ơi. À đây rồi ok từ. Anh bán con này 40 thì liệu có bị lạc xa bây giờ thực tế. Anh ấy không quay. Hello. Yes. Em ra xe để bạn ấy đi qua. Hòa hoa. 40 em phải ướm giá vào việc đi sợ cao. Anh ơi, khách nhanh khẩn trương lên này, người đẹp đang like khẩn trương. Hai mấy triệu để bán? Hai mấy có xong không? Không xong thôi nhá. Rồi ok. Con này năm sản xuất của nó là 2012. Dưới 30 một tí không? Dưới 30 không bán đúng không? Dưới 30 có bán không? Dưới 30 không phải ba mấy? Dưới 30 anh có bán không? Dưới 30 anh có bán không để anh em vào việc không xong đúng không? Không bán đúng không? Ok thế thôi, ok cảm ơn, chắc là không mua đâu. Xác định dưới 30 anh em vào việc mình để xem qua ai biết. Đấy, mọi người sang bên nhà nhá. Vì anh em thủ tục rất là nhanh. Vì nhiều anh em cũng đang còn vống lên kinh lắm. Anh ơi, con Ma Blade đấy là 39 triệu anh ạ, cộng 3 triệu nhá. 345. 345. À 345 cộng 3 triệu là 3 triệu rưỡi thôi, cộng 3 triệu được. Là 385. 385 nhá. Con này qua live bán rồi này. Ok. Bây giờ lên tầng 5 sợ nóng à? Hơi nóng thôi, cố gắng nhá. Cố gắng lên tầng 5, tầng 5 nó đang ở mập. Ê con Nga 50 này. Con này cho con đây ra 50 này. 50cc à? 50cc đây. Elite này, em kiểm tra đây. Elite, con này là Elite biển 50cc này, con này biển 18. Anh học sinh sinh viên, con này những dòng học sinh sinh viên đang anh em đang hỏi kinh lắm. Đấy, biển 18AGA02669. Elite 50cc màu xanh trắng nha anh em nhé. Con này chả nhớ, con nhớ không nhầm, con này chắc là hoàng con biển 8. Con này là bao tiền? Mười mấy triệu. À con này có 2.000 cây, con này mình bán 18 triệu cơ. Con này 2.000 cây nhá, mới đi có 2.000 cây, mình bán ra 18 triệu. Máy nổ rồi đấy.
18 triệu con này nhá. 18 triệu nhá anh em nhá, biển 18, bưởi 18 cũng 18 triệu. 90 vừa về này, có biển 90 vừa về. Có liên mới về đúng không? Con này. À, biển Vision biển 90B3 31883. Có mấy cái quần, mấy con dưới này đi. Có đỡ mệt trên cái nóng lắm. 31883 nha anh em nhá. 90B3. Con này 33 triệu nhá. 33 triệu 2021. Màu trắng. Có 82 này hơi 50 tối qua vừa mua nhá. Xe nó vừa vai phải, có xấu mỗi ngày, vứt cái này gì, vừa mua về xong. Đây 82 cốp nổi. Con này 50cc đấy. 50cc. Tối qua mình mua có 6 triệu rưỡi con này thôi. Các sếp mua máy về. Ngon kiểm tra rồi, em quay vòng cho anh. Mua về nâng tật. Quay vòng chưa? Đấy. Êm máy. Máy ngon nhá, mình mua có 6 triệu rưỡi thôi. 82 50cc, mua 6 triệu rưỡi rồi. Đấy, con em học sinh nó bằng như con mình thôi, cộng 1 triệu 8 nhá. Biển số 29AA13674. Đấy, con Win này mình bán là Win Thái, mình bán là 18 triệu rưỡi này. Anh em đang con Win Thần mới về đúng không? Đây, những xe mới về nhá, anh em chuẩn bị những xe mới về. Quấn đảo xe mới về đi. Vision biển 29F195274. Màu trắng. Con này chạy có 6.000 luôn. 29S à? 29S gì? 952 34 triệu 500 nhá, 2020. 2020. Con này giờ ít. Tiếp theo con Jim biển biển 32 này vừa mới về này. Con Jim biển 32 hôm qua có like đấy, trực tiếp like đấy, con biển Jim biển 32 có like ngày hôm qua ấy. Con Jim biển 32, ui giời, 3 con 4, F8. Con này 3 con 4. 29. 31, con này biển 31. 32 quên, 32. Chót chết của ba số 20 triệu con này nhá. Con này chắc lắm nhỉ. Con chết chết con chết 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 29AB10918. Này đẹp lắm. Chạy đúng một vạn này. Anh em sinh viên này anh em này. Trông điệu đà. Nhẹ nhàng điệu đà. 29AB10918 anh ạ. Có con này vừa mới về xong. Chưa có giá luôn. Clear. Con này chưa có giá nhé. Con này chắc là tầm khoảng 13 hơn 13 triệu nhá. Chắc tầm 13 rưỡi còn chưa có giá nhá, anh em kiểm tra lại hộ cái. Clear nhá. Anh em nào con Jim này qua mới về này, con Jim này mình bán ra 14 rưỡi này. Jim 110 nhá, 14 triệu 500 này. Màu đỏ biển số 29C158036. 14 triệu 500. Đấy con này mới về đúng không? Rồi. Vision này, Vision màu xanh biển số 29S639295. 27 triệu 500 nhá, 2015. 2015 anh em ạ, màu xanh. Xe đang trong thời gian XSI mới về đây. Con này là vừa xong anh nhỉ. XSI màu đen vàng này, vàng xám này, biển số 19H128302. 19H128302. Form đẹp nhỉ. Con này 39 triệu 500 nhá, 2021. 2021. Con này ra khách mua rồi sao nhỉ? Này. Chưa mua, con SH nó qua live mà vẫn chưa mua. SH màu trắng này biển số 29L5. Mua rồi, con này là cọc rồi. 44. Con này XSI biển 26 này sao? 26 Sơn La lại chào anh em biển 26B202. Con này là màu đen sần nha anh em, đen nhám ấy. Và để mà đắp luôn. 26 Sơn La. Cái này có thể đắp cọc gì ấy. Hello. 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 Where are you from? Wow. Ah, vâng, vâng. Hello. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Ông là người trực tiếp bán cho khách nước ngoài nhá. Con này là xong rồi đấy nhỉ. Bạn ấy mua xe gì đấy à? Thằng nào anh đang định lên tầng 5 nhưng mà thôi chắc chả lên rồi. Không, anh em mình lại lên đi để cho bật anh em cùng like thôi, xem luôn. Thôi, lên tí nữa. Nhập thôi. Người lên trước đi. Nhập thôi. Đây, con 90 này đang làm cho khách cho anh ạ. Con này. Ok, con này là
lại. Biển số 29V528283. Ai biển đẹp luôn này, 28283. 2016. 125, 150. 68 triệu nhá. 2016. 2016. Con gì mày sao? Con gì mày sao sắp được đêm gì? À gì mày cọc chưa nhỉ? Sao? Đây này, anh em vừa đăng báo là con này biển 51 là mua xong anh. Ừ, là 45 triệu đấy, mình cộng 4 triệu là 49 triệu. Em ơi, con này không nhá. Không nên lắp yếm em nhá. Cứ để chân đấy. Để chân nó đẹp. Để chân nó đẹp. Nhá. Để chân. Buộc cái yếm lên sau. Đây này. Không lắp yếm nhá, treo lên. Yếm treo lên cho anh. Yếm treo cẩn thận cho anh nhá. Yếm là không lắp yếm. Đắp sang nhà nhá. Xe này không để có chân. Con này Elite 50cc này. Con này Elite đâu ơi, vào đây. Con này đây biển 74A nhá. 01437301433 con này 12.500. 12.500. 12.500. Siot biển 74 đây. Em ra đây đứng. 74H112251. 74H112251. 6 triệu rưỡi nhá. 6.500.000. Em lên à? Anh lên luôn. Đi, lên Tây lên rồi chứ. Lên giáo tí phải đóng, anh phải đóng cửa các bạn phải đóng. Ừ. Không cứ phá còn nháy còn lâu. Ok đây em ai trên này anh em chào nhau tiếng nữa. Chỉ bị trong lúc chờ đợi. Cảm ơn 416 người đang xem nhá. Anh em vẫn cứ đang xem. 579. Ok con phép phép ba này, sao con phép ba này bảo anh ấy làm gì đấy? Không đi được á? Sao được? Ông ấy to ạ. Em ấy quay đi. Bây giờ đi để anh ba anh em đi. Con RX này biển số 29C122460. Con này rẻ nhỉ? Mới về. Con này rẻ nhỉ? Mẹ con này mua có 5 triệu này. À, con lợi rẻ này mua, mình mua có 5 triệu đấy, có ai quan tâm con này không này? Nhập vào có 5 đồng thôi. Đẹp nhá. 5 triệu con biết ba này, mua anh em mua cho vợ con, cho gia đình đi. Ai quan tâm con này cộng 2 triệu rưỡi nhá. Đào Anh Trung ơi, con quay Thái đấy là biển Hà Nội. Hợp ơi, lên, chào anh nhé. Hợp ơi. Đi đi mọi người, đi vào lên hết tầng 5. Để cho lên trước đi. Vâng. Vào được tất không? Vào hết. Nhẹ mà. Các anh Tây anh, đấy. Anh Tây to à. Ca ơn nặng không đỡ được, mình. Cảm ơn 111 người đang xem nhá. 400 gì anh? À, 411 người đang xem. Mời tất cả anh em lên tầng 5 nha. Anh đang ở trong khu vực tầng 5. Tầng 5 tầng này hơi nóng một tí nhưng mà thôi cố gắng like lúc nữa xong. Mình bị dùng đọc một loạt cho nhanh. Hơn 12 giờ rồi, lúc rồi về. Thôi mình vẫn còn hôm mới sớm, vẫn sớm. Đấy, cũng đang các đại ca đang... Hello. Đấy, đang khách đấy. Chào mừng, chào mừng. Vâng. Cho hỏi cái này cái. Cứ hỏi. Hỏi với lên tầng 5, gọi điện. Hỏi với cái này thì... Mời tất cả anh em vào tầng 5 nhà 62 nhá. Trên tầng 5 này hơi nóng một tí nhá. Vừa ngay trước mặt đây là có gì một cái mở hết đấy chị nhá. Xe dành cho các dân chơi. Đấy. Anh em like ngay luôn đây mấy con này đi. Bật điện. Ok là bật điện. Ok con mới này. Xe thể thao. Ấy đứng sau đây là mấy các bạn người nước ngoài. Mà người Pháp. Mới đấy ngày biển số 29. Thời xưa người Pháp là các quý tộc ấy, các nhà quý tộc ấy. Bây giờ sang Việt Nam mình bây giờ lại bình thường, ngày xưa là rất là quý tộc ấy. Ngày xưa nghe. Mà nói về Việt Nam mình An Nam mà thấy người phăng Pháp thì thôi đúng là toàn các nhà tài phiệt cả. Đâu mà người bây giờ đất nước mình nó thay đổi, nó hòa nhập rồi, nó hội nhập rồi thì mình cũng gọi là các người nước ngoài sang Việt Nam mình rất là quý. Máy SX này biển số 29B217523. Đây. MSX màu xanh. Ok, con này mình bán là 28 triệu nhá. 28. Con này mình mua hợp lý, mình mua con này có 25 triệu thôi, cộng 3 triệu con này.
Đấy con Impala rồi là đây là dòng đây mình đã đứng bên đằng sau nhé, là những chiếc Vespa này, Impala này. Bên cạnh là những chiếc xe NVX, những chiếc xe gọi là Novo. Em ơi con Impala Ducati này này. Tiếp Impala này, con Impala biển 34E114315. Impala này, con này mới lắm. Tìm chết. Thật là lên đây hơi lộn xộn xe tí. Thời tiết trên tháng 5 này mái tôn không có chống nóng, rất là nóng nhá, rất là nóng. Biển 34. À 34. Con này không nhớ luôn, Impala. À đây. Con này mình bán 11.500 nhá. 2014. Khóa thông minh. Tiếp theo là một chiếc Ducati. Khóa thường anh ạ. Mini. Ducati màu đỏ này. Con này FI. Biển số 29H199592. Ducati. Đây là hộp đang bán khách mấy bạn nước ngoài đấy. 29H199592. Đóng cửa chưa? Ducati. Đóng cửa đúng không? Cái này bên mình đang bán ra giá là 17 triệu anh em nhá. Tháng 10/2018. 17 triệu đúng không? 17 triệu nhá. 17 triệu. Ok. Con CPR này. Em đi thằng này, dung rồi, đánh thằng này tí chạy được kia. Đây ra. Ok. Liberty có khách đặt à? Khách đặt cọc rồi, con này. Xe đã dọn. Cọc hiện rồi. Ok. Còn Basic nhá. Basic biển 14 Quảng Ninh. 14B148257, màu đen xám. Úi giời, tầng 5 này hơi bị nóng đấy. Tầng 5 này nó như cái lò tôn luôn. Thôi anh em mình lướt nhanh là ok mà. Ừ. 14B148257. 36 triệu nhá, 2017. Tiếp theo là con xe 99 này, 40 triệu này. Con FZ. Tiếp theo con đấy là con cũng là FZ biển 19. Biển 19S130739. 30739. 50 triệu nhá, 2019. NVX anh nhá. Và NVX biển 34B385268. NVX 26.500.000 nhá, 2018. Tiếp theo. Thằng này rồi mình chạy xuống. Tiếp okay. Theo đây nhá, dòng Novo nhá, Novo rồi xe ga 50 rồi là LX rồi là Attila rồi là bây Ultimo. Bây giờ Attila mình chạy một vèo Attila cho anh dễ tìm. Đây không chạy mấy con này nhá. Thế nhá. Ừ. Con Liberty Attila này, biển 29C117871. Thế thì chạy Attila. Attila thì chạy hết Attila, đỡ phải tìm mệt lắm. Đỡ phải tìm nó mệt. 29C117871. Đấy xong anh quay luôn rồi đây. 8 triệu rưỡi nhá, 2012. Đấy. Tiếp theo Attila. Attila con mẹ của bé xinh xinh là đặt cọc rồi đây. Attila biển 29H100721. 00721. 7 triệu nhá. FI ấy. Attila FI tiếp theo màu trắng biển 29 Y501424 màu trắng. 9 triệu nhá, 2011. Attila phi ông thuyền. Ông nhiều hợp ơi, mấy bạn nước ngoài chốt được con nào chưa? Attila phi thuyền biển 29T138739. 5 triệu nhá. Đấy, Zanovo hoặc là Zanovo nhá. Novo vừa tiền này anh em ơi, biển 51 này. 51 LD liên doanh này, biển 6160. Con này đẹp nhờ. Sang Novo cho bây giờ đến cái dãy sang Novo. Con này đẹp đấy. Con này bán 3 triệu nhá. Ôi rẻ thế. Đầu nhanh. Biển 30Y915. 5 triệu nhá. Bán thanh lý cho nhanh. Novo biển 29D201382. 3 triệu nhá. 2009. Novo biển 29X7X81841. 4 triệu nhá. 2007. Tiếp theo biển 34BP11888. 9. 6 triệu nhá. 2009. Biển 89K6 1927. 89 à? 89K6 1927. Có trên này nhỉ? Có nhỉ? Con này có. Con này 4 triệu rưỡi nhá. Tiếp theo biển 29V331016. 8 triệu nhá. Tiếp theo biển 97F7955. 6 triệu nhá. Tiếp theo biển 30M8 2024 màu trắng nhá. 5 triệu nhá. Tiếp theo nữa là biển 29Y3 162 5 16248. 6 triệu nhá.
Tiếp theo 2010. Biển 36D1333353. 20 triệu mua 20 triệu thôi, bớt triệu. Bớt 2 triệu. Triệu 18 triệu nhá. 18 triệu. Biển 29B157453 màu xanh. 15 triệu nhá. 25. Okay, tiếp theo là dòng NVX đi. NVX trên này. Lên NVX. Ok. NVX đấy nhá, màu xanh này, biển 29V154407. Màu xanh anh em. Màu xanh. 30 triệu 500 nhá. 2018. Tiếp theo NVX bay biển 36E1293. 26 triệu 500 nhá. 2021. Tiếp theo này biển 29X745105. 26 triệu nhá. Tiếp theo 155 là biển 29D251859. Đây mới nhất bây giờ nhá, 48 triệu. Tháng 12 2020. Tiếp theo màu trắng biển 28N124920. 26 triệu nhá. Toàn những dòng xe bên mình. Đây, tiếp theo là hàng dưới này, hàng dưới Liberty này. Bây giờ sang bắt đầu sang mấy con xe thể thao với dòng Liberty lớn nhá. Đấy. Liberty này biển 29. Không, xe thể thao đi. Thể thao. Biển con su biển 28D112509. Con này xe đẹp thế, hôm nay mua căng này. Mua thích con này quá mà giờ. Con này ra anh làm video riêng. Nó sẽ khác. Con này em không kì giới thiệu được cái dòng xe thể thao chứ giới thiệu dòng thể thao em nói giới thiệu cái dòng này. Đang lần con này đẹp mà. Thực ra con này nếu Suzuki mà anh làm thể thao riêng. Suzuki vừa đi vừa đẩy. Ôi con này thể thao, con này nhớ là con này bán 20 triệu này. Đấy, tiếp theo con Suzuki đi. Đây, con này biển đây anh, con này 15 triệu anh. Bao nhiêu? Đây 15 triệu. À con này 15 triệu, xe gì? Đây, à, xe Nam à? Xe Nam á. Xe biển 28 à? Đây, 28D1, con này bán 15 triệu thôi, giá rẻ giật mình luôn. 15 triệu. Xe đẹp chứ. Rồi. Đấy, tiếp theo biển 28 là Suzuki biển 15 Đấy, biển 15B2. 22 triệu nhá. Đấy. Con này FX à? FX à? Biển 29E242495. 57 triệu 800 rồi, lỗ 2 triệu bán 55 triệu nhá. Đấy, con này mai lúc nó làm video. Tiếp tục Liberty đi. Liberty này con vừa đọc rồi. Chưa. 29D112002. Liberty 29D11. 14 triệu nhá, 2011. Tiếp theo Liberty tiếp theo biển 29H116321. 14 triệu nhá. Đấy, tiếp theo biển 29C101238. IE anh nhá anh em nhá, những dòng IE bên mình. Màu trắng. 10 triệu 500 nhá, 2011. Liberty biển 29S101818. Ôi biển đẹp thế. 01818. 11 triệu 500 nhá, 2011. Rẻ nhỉ. Liberty 3V ABS nhá, biển 29F131845. 31845 màu trắng nhá. 31 triệu 500 nhá, 2016. Liberty màu trắng biển 29Z107801. 12 triệu nhá, 2011. Tiếp theo biển Liberty màu biển 88B115819. 15 triệu 500 nhá. Những chiếc Liberty thanh lý đây, anh mình em đang ạ. Đứng Liberty. Ít tiền. Đây. Đây à. Đây này mình giới thiệu anh em tí cho nó thay đổi không khí nữa. Mình đang đứng ở trên tầng 5 của tòa nhà 62 Chùa Hà nhá. Đây đối diện mình đây là khu vực cổng chợ xe này. Khu vực đây là rất là sầm uất đấy nhá. Đây là một cái sảnh của khu chung cư của mình. Đôi này bên này là tòa tháp đôi của trung tâm thương mại quận Cầu Giấy. Đây tòa nhà 52 của mình đây. Đây tòa nhà 52 Chùa Hà đây, 11 tầng đây. 52 Chùa Hà bên cạnh đây, đây bên này là nhà 62 Chùa Hà, bên tòa này là 52 Chùa Hà. Trên nhà 52 Chùa Hà là 24 công ty đang nằm ở trên nhá. Xa xa kia là tòa xanh xanh, kia là tòa nhà chủ sở chính của FLC. Anh Trịnh Văn Quyết anh ngồi. Còn bên phải bên mình là tòa nhà của Tân Hoàng Minh. Chung cư Tân Hoàng Minh mà là 50 triệu, 50 tỷ một căn nhé. Đây là anh em toàn cảnh khu vực chợ xe này, cho anh em nhìn toàn cảnh khu vực chợ xe, em quay. Đây nhá, toàn cảnh khu vực chợ xe ở dưới các lùm cây là những bãi để xe, xe máy của các hộ kinh doanh xe máy ở khu vực chợ xe máy Dịch Vọng. Đây là chợ xe máy Dịch Vọng đồ cũ này, mọi người nhìn ở dưới không? Đây, nhà mình ở đây vị trí rất vô cùng đắc địa. Đây mình đứng cái view này rất là đẹp. Trước đây là khu vực này là nhà trồng hoa, trồng cây, cây rau để ăn nhé. Nhưng vừa rồi là mình chuyển đổi công năng cho đi bán xe hết. Nhiều đấy. Quá, nhiều xe quá. Giới thiệu anh em đấy. Đấy, tiếp tục bây giờ mình mới dùng lại tiếp tục dòng Liberty, Liberty nhá. Liberty. Chỗ này là mấy cái bạt này là vừa rồi mưa gió là hơi ấy để che xe. Những cái không có chỗ để xe nhá, phải để chỗ này là rất là ngoài rời này, rất là xót xe, không đơn giản đâu. Nước mưa nó vào xót lắm. Biển 29D115633 màu xanh. 12 triệu nhá. 2011. Liberty tiếp theo là biển 29E F1006898 màu xanh.
12 triệu nhá. Đấy, thanh lý anh em mua lên thì đến này tôi thanh lý hết rồi. Thanh lý đây là những xe chọn anh em quyết. Đấy, chiếc xe nhiều quá màu đỏ biển số 29B101515. Con này đẹp, biển đẹp mà. 10 triệu nhá. Xe quá này, anh em phải dọn rồi. Tiếp theo này đây, Liberty. Biển 30P61917. 7 triệu nhá. Liberty nhập. Liberty 15B132922 màu trắng. Liberty 15 à? Biển 15B132922. Có đây 6 triệu nhá, thanh lý 6 triệu. Anh em cứ lấy con nào là ok. Đấy, con qua Atila này bán 4 triệu rưỡi này. Mình biển số này xử lý mình sẽ 29I545282 này, con này có đồ đoàn được thứ đấy, bán 4,5 triệu. Tiếp tục mấy su 2 tết để ngoài này, HZT nhá, xót xè quá, xót xè quá, để đây xót xót xè nó bạc cái gì. Biển 29E131495 HZT nhá anh em nhá, Suzuki đấy, 125cc, 29E131495 chờ đến hát HZT 11 triệu nhá. Tiếp theo biển con nào? 29E131496. 6 triệu rưỡi nhá. Biển 30N25583. 8 triệu nhá. 2011. Tiếp theo chiếc xe này là biển 30M14741. 8 triệu nhá. 2010. Luviat nhá, Luviat biển 29S105480 màu đỏ. FI. Luviat nhỏ nhỏ xinh xinh là đi là đẹp này. Chả nhớ con này. Chả nhớ. Còn đây là con này bán thanh lý bán 3 triệu nhá. Ai giải quyết nó bán đi. Con Luviat này tầm khoảng con Luviat này tầm 6 triệu rưỡi này. 6 triệu rưỡi này, con Mio này, Mio này. Mio biển 29Z61139. Mio Classico. Ultimo, con này là Ultimo. Mio Ultimo. 1139. 6.700.000 2008. 6.700 nhá. Đây trong này là một số xe đây loại con Mio gì nhỉ? Luviat kia là 10.200 màu đỏ đen FI anh em ạ. À 10.200 à? Đỏ đen FI. 10.200. Thôi bán 9.500 cho nhanh, hành lý vô đi. Đấy. Đây này mấy con Vespa này giải quyết em giải quyết xót xe quá. Đây này. Con Impala đẹp này. Impala biển 18 đẹp lắm. Impala màu đen sần này anh em ơi, con này mà ơi biển 18B174609. Màu đen sần nhé anh em nhé, con này màu đen sần. Chạy 1,7 vạn, xe đẹp dạ. Lắm. À đây. Xe đẹp lắm. Con này 14 triệu nhá. 2016. Liberty này, con Liberty, Liberty. Biển 29B111112. Biển đẹp ấy. Biển đẹp. 23.500 nhá. Bên Vec 3. Vec 3 thanh lý những cái dòng anh thấy. Đây trong khu vực cái tòa này là cũng hơn 200 mét mặt mặt sàn đấy. 30 gì đây? 30F87012. 5,5 triệu nhá. Xe Lily. Qua nhỉ. Biển 29N1209528. 19 triệu nhá, 2013. Liberty màu đây. Trắng, Bavaria. Đây là lợi tiếp tục. À lợi quên. Lợi tiếp theo là biển con này biển đâu nhỉ? Chờ tí. Chờ cốp. Biển 29H111511. 15 triệu nhá. Lợi tiếp theo biển 34C118853. 9 triệu nhá. 2010. 9 triệu giờ bán 8 triệu. Nó nhanh. Tôi cảm ơn tất cả anh em xem nhá. Mình đây trong này còn mấy con anh ơi. À, thanh lý nốt đi anh. Ừ, thanh lý nốt đi. Đấy nhá anh em này, đây hiện tại là đang thích lợi thì anh em bên mình thanh lý đây, anh ấy để ngoài chờ anh xót xe quá anh ấy thanh lý đấy. Biển 30K89985. 7 triệu rưỡi nhá. Hay là 10. Liberty màu đỏ biển 29. LX. Biển 29V49515. 9 triệu nhá. 2006. Tiếp theo biển 29V127617 màu đỏ LX. Con này 22 triệu nhá. Đó 2014. Con này là anh em đóng cửa cái nào. Con này là 3VIA nhé, con vừa xong màu đỏ là 3VIA. Thực ra là nhà nhiều xe quá ấy. Cảm ơn anh em đã vẫn xem video này nhá. Mình đây rất nhiều xe, em tắt đây đi. Chuẩn bị mình xuống, em về văn phòng chắc hơi muộn rồi. Đây mình với Dung cũng cố gắng để lên tầng 5. Bởi vì tầng 5 nó cũng để lâu rồi mà không ai anh em không biết. Nhà mình có gần 1.000 chiếc xe nhá. Thế tha hồ cho các đại ca lựa chọn.
Adidas màu vàng giá bao nhiêu đấy? Adidas có một chiếc rẻ nhất là 4,5 triệu đấy. Có gem 30 không? Có gem đấy bạn Nguyễn Thắng ơi. Rất nhiều. Tuấn Thanh ơi, mình ở địa chỉ 52 Chùa Hà Cầu Giấy nhá, đối diện cổng chợ xe máy Chùa Hà, một trong chợ xe máy lớn nhất của cả nước. Những anh em thợ xe, những người biết thợ nhất, anh em có nhu cầu mua bán xe máy tới đây. Bấm. Tay cẩn thận. Sợ mất cái tay gì nhỉ. Cảm ơn 385 người vẫn đang xem nhé. Linh Phạm, em xem từ lúc đầu tiên anh lên hình phải ưu ái nhé. Ok. Ô Linh Phạm ok nhá. Hôm nào nhất định lên mua xe cho anh Kiên. Ok, cảm ơn Linh Phạm. Nguyên Hiếu, em xin giá con Win. Con Win đấy là mình mua đấy 15 triệu nhá, cộng 3,5 triệu nhá. Nguyễn Thiện, chị có bán 18,500. Lê Thiện, Trần Văn Tây có con Noza lướt nào không xốp. Trần Văn Tây ơi, bạn inbox cho mình nhá, chắc là có đấy. Cảm ơn 387 người anh em vẫn đang xem nhá. Thật sự mình đang trên tầng 5 cũng mồ hôi cũng khủng khiếp phết đấy. Thì trên đấy máy mình lập mái tôn trước đây để làm nóng, trên đấy nóng đặt rũ thôi quần áo thôi, bây giờ là để chuyển xe hơi nóng một tí. Con này à, xong hết chưa? Vâng. Anh mua cho chắc là cho cháu học sinh nhỉ? Bác này là bác cái là bên ô tô. Anh mua đều đều vui vẻ. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Anh. À thì chắc đây em mua nhà mình rồi đúng không? Khách quen thì. Không, ông em quen. Chiếc xe máy. Xe mộ thợ anh em xem. Trông nhìn là biết. Thế đi theo xong chưa? Thôi cố gắng chờ đi nhá. Đến làm nhanh cho anh. Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh em cũng là rất là tín nhiệm. Trước này cọc con tim lùn ấy, bây giờ nâng nờ lên tí. Tim lùn này đi nó hơi thấp. Đi tim cao thì chạy nó thoát xe hơn tí. Ok. Rồi nhá. Dạ anh như này đây chưa? Em về bên nhà đi. Em về bên nhà. Cảm ơn 371 người vẫn đang xem nhá. Mình anh Bá Tùng ơi, có con Audi ba. Rất nhiều xe. Audi ba màu vàng ấy là Iblis này, rất nhiều này. Đây Iblis trước hôm qua mình Việt Nam có lại hết rồi. Đấy chiếc xe này thì hôm qua mình có anh em cọc rồi nhá. Con Jim này, con Jim nào đấy? Con Jim biển 29F. Jim nào đấy? Con này vừa lai bên kia anh ạ. Đâu không phải. Ông bà lai bên kia rồi, em đọc con này. Đọc bao nhiêu? 29E133341 vừa lai đấy trong nhà. Kiểm tra lại đi. Ông con này ở bên nhà mà. 28 triệu con này nhá. Bên nhà vừa lai. Con này bán là 28 triệu đầu 2012. Đây là nhà 64. Thôi đi về này em ơi, nghỉ con thôi. Con Jeep này mới về nghỉ đây thôi, này. Nghỉ thôi. Được không chị? Rồi. Đấy con này cọc sẽ chim qua cũng bán rồi nhá, con này mình bán rồi. Mình có anh em cọc rồi. Con biển 89 này đấy, đầu lai là mình nhúng vào là ba của Việt rồi, lai rồi. Con này là bán 37,500 rồi. Em bán con này. Con này lại bán à? À bán 35 triệu. Ôi thế con này đầu lai mà. À ông này ông loại. Ông loại đâu, gọi ông ra đây cái nào. Ông này là nhằng lắm, ông loại này. Dìm này ác phết nhỉ, mẹ dìm Thái chất phết này, biển bê úi giời, một thời gian khó. Em quay vòng nhanh, con này được đấy nhỉ. À này nhìn rắn xe. Máy này thu thít à? Máy thu thít, thu thít. Dân chơi. Đấy, máy thu thít. Ok, loại đâu ra đây nào, loại. Dân chơi đâu ra đây anh nào. Lợi Đông Anh. Anh em Thủy Lợi đâu rồi, ra đây. Xong anh nói cho. À thôi đang giờ làm việc thôi. Ok thế không quay mặt em nữa nhá. Không quay. Giấy tờ em quay đi làm việc. Ok em bán bao nhiêu nào? 35 triệu. Đấy là chứng thư của chủ xe đấy, ở trong giấy thì cũng có.
Ông em đang bán, cứ cài bây giờ đi, cài bây giờ sao? Cài cho nó cân, anh không quay. Không quay, anh em đang làm một cơ quan bây giờ về đi đăng lên là em đã đi trốn rồi lần trước mấy lần. Xếp xong nghỉ luôn. Bây giờ nói đây là anh kia nghe thấy đúng không? Con này được đấy nhở, con này càng biết là đẹp đấy. Xe ngon, đồ máy 824. Anh em đang bán 825 35. Thôi anh sạch sẽ nhỉ, anh nội toàn giờ làm việc vòng anh đã đi từ sáng để ra lại công chứng triệu này ngon. Nhìn ngon đi. Em ơi, lấy tròn 30 nhá. 35, 35. À. 30 triệu. Anh không bán. 31 triệu nhá. 31 triệu. Anh kia này. Ơi, thật sự là em lâu lắm rồi em mới mua được con xe của chính chủ. Ừ, thật sự là em rất cần tiền em mới ra gặp anh, chứ còn xe của em đều phải có sự tâm huyết về gìn thái. Em rất đam mê. Rồi. Em lúc đấy em vào đây và em đi luôn ấy là em đi công chứng giấy ở kia cả, còn cầu giấy cả. Người ta gọi em để người ta lấy để người ta nghỉ trưa. Sau đó là chiều ra. Quay xe đi, quay xe. Đừng quay em. Quay đừng. Xe không quay. Quay xe thôi, đừng quay. Thế nên là em muốn là 35 triệu. Bớt thì em chỉ bớt cho anh 500. Em qua lại thì nhiều được. Nhiều đúng không? Bớt 3 triệu là được, nhưng mà bớt 500 thì không. À thế thì thôi ạ. Nhanh gọn để em còn. Thôi bớt anh 2 triệu anh em nhanh. Là bao nhiêu? 33 triệu. Không ạ. 33 triệu. Không. 34 triệu anh mua cho em không được thôi. Em bớt anh rồi, anh mệt rồi. Em cũng mệt, em cũng phải chờ. Anh ơi, em vào đây kìa, em phải người ta gọi em phải quay nữa. Anh bảo là sao lại nhanh thế, bảo vì em phải đi công việc, quay lại đây thôi. Chờ anh mấy lần rồi? Em bước anh 34 triệu 500. 34 triệu 500 em bước anh 34 triệu bước 500 nữa. Em nói là 35 triệu. 35 triệu bước 1 triệu thôi. Không. 35 triệu đi. Không bán à? Ok, chốt này cho em 345. 345 ok. Ok. Không quay nhá các đại ca, đây con này chốt là 345 nhá, lằng nhằng lắm đây. Cái này anh em lằng nhằng và đang xe cơ quan, đang cơ quan cũng xếp đuổi việc chết. Đấy anh em bao năm phấn đấu. Chưa quá xe này đâu nhỉ? Chưa chả. Chưa chả là em bán 38 rưỡi. Em quan qua chọc đường. Không đừng, em cứ việc em quay, em đừng có hỏi ai. Quan qua chọc đường. Rồi. Đây là anh Thế nhá, anh ở Quảng Ngãi nhá, một trong những gọi là hậu duệ của Hải đội Hoàng Sa. Đảo Lý Sơn. Em đang qua chọc đường. Rồi gần được rồi. Lâu quá, anh em mua 36 rồi. Trên line này mua 36 triệu. Vâng. Xe này dành cho không dành số đông, ok. Có xe thì mình mua là 35 triệu bớt 500 nhá. Đầu máy 824 này, các sếp nào quan tâm em quay vòng nhanh. Úi xời ôi, hàng này nó là hàng quá mút mát luôn nhá. Đấy, máy vẫn nổ từ nãy giờ đấy, nó là thì thầm luôn. Con này máy thì cũng còn ngon lắm, đồ đoàn, đồ ngò gì hết. Đấy. Xe đẹp đấy, ngon lành nhá. Đấy, con sếp nào có quan tâm thì con này mình cộng 4 triệu nhá. Đẹp chưa? Nhìn xe nó rắn kìa. Xin lái biển P. Máy càng nét. Ông anh. Ông anh lấy xe gì á? Xong chưa? Chưa, tí nữa đợi cháu nó đi làm về. À thôi thôi không quay, em quay vào xe, anh mua cho cháu thì mình cũng phải tự hào là mình có con gái nó lớn rồi chứ. Ok. Rồi em cảm ơn anh nhá. Cũng không biết là Kiên thút thít là biết để nhỏ ông anh xem nhiều. Ok đứng rồi em đi vào đây. À đây có một con xe Exciter này vừa mới về nhá, hàng này vừa về đầu lai. Em ơi con này sao? Hiệp ơi. Chào anh à? Chào anh à? Con này vừa về này, báo giá cho anh con này đi. Con này xe này vừa về đây, Hiệp ơi báo luôn đi. Báo giá mua này bao nhiêu đi? Anh bán con này giờ đang chuộng lắm. Bán con này bây giờ có lãi luôn. Lãi to luôn. Đấy, vừa thì con này 21 thì nhà bán có lãi luôn. Ngày xưa em bán toàn ra các sếp toàn bán là 50 triệu, bây giờ cộng toàn 7-8 triệu. Bây giờ xe của anh bây giờ 70 triệu luôn, đưa tiền luôn. Đưa tiền luôn, đúng rồi, lãi. À, kiếm gì nữa? Mua bao nhiêu rồi? Anh hỏi em là mua bao nhiêu, vào hỏi em. Con này? Con này mua 11 triệu rưỡi có xem chưa? Em nó sản xuất năm 2014. Đấy. 14 hay mười mấy? Chắc 11, 12, 14. Đó sẽ là số máy bao nhiêu? Nhìn xe này. Con này EI nhá. Con này sản xuất EI là
sản xuất 2014 đây, xe này sản xuất 2014 nhá. Mua là 10 mua 11 năm nhá. Con này rẻ thế nhỉ? Mua rẻ thế. Mua được hợp lý. Mua rẻ trái. Em quay vòng nhanh chứ xe này. Ui giời, 11 triệu 500 này rẻ quá. Rẻ quá, rẻ quá, rẻ quá. Côn tay nhá. Máy zin. Ui giời, sao mua 11 triệu rưỡi không mà con quay mà. Ok, các sếp nào quan tâm con này thì cộng 3 triệu nhá. Giải quyết. Ok. Máy phê luôn. Máy phê đúng không? Ok, chắc muộn rồi thì đây còn những chiếc xe SH hôm qua mình có like này. Đây con xe này 1.2 là mình vẫn bán là 135 triệu nhỉ. Con xe SH này đây chủ xe đang nhờ bán của nhà Đùng đang muốn bán hộ, đang báo là cho mình 200 triệu. Thì chắc là mình nghĩ là cũng chưa trôi được. Nên các đại ca là quan tâm đến con này thì cứ bình tĩnh nhá. Nếu mà các đại ca nào mà máu chiến thì làm con này mới chạy hơn vạn mấy thôi. Nó tổng 2 vạn thôi nhưng mà báo giá cũng tương đối căng. Báo 200 nhưng mình để lại phải xem xét lại con này. Con này đồ xe này của nó mà không có hát cũng được. Cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Thôi mình xin phép muộn rồi, mình xin kết thúc live tại đây đi. Có anh em ai có nhu cầu về những chiếc xe mình đầu live hoặc những live hãy ấn theo dõi kênh mình nhé. Mình sẽ là người trực tiếp lên những chiếc xe để cho báo giá anh em cụ thể những chiếc xe trên này. Thế có ai có nhu cầu thì hãy liên hệ hoặc đặt cọc theo số tài khoản của mình là 818 ấy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Ai có những chiếc xe đẹp hãy mang đến cho mình nhé. Chiếc xe thật là đẹp, rất là quý những chiếc xe đẹp đấy, và giấy tờ nghiêm chỉnh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ. Ok vẫn còn 327. Thút thít, nghỉ thôi. Ok.